Chương 116. Các tông chi tranh. Tu chân giới luôn có vài người có thể chất đặc biệt, bọn họ giống như được thiên đạo chiếu cố, quá trình tu đạo thuận lợi hơn bất kỳ ai, chẳng hạn như Linh Lung Cốt. Có lẽ trên con đường tu luyện Huyền Âm chi thể không nghịch thiên như Linh Lung Cốt, nhưng bất luận là luyện khí hay luyện đan thì chỉ cần cho vào một ít máu của Huyền Âm chi thể thì sẽ có thể tăng mạnh phẩm giai của pháp khí và đan dược. Giống như vừa rồi, khi Ninh Thiển Dao bôi máu lên kiếm thì có thể khiến nó ngay lập tức tăng cao uy lực. Vì thế nên huyền âm chi thể cũng khiến vô số kẻ mơ ước. Sau khi bị phát hiện thì sắc mặt của Ninh Thiển Dao trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau vài bước, nàng ta còn chưa chuẩn bị cho trường hợp bị nhiều người phát hiện như vậy bởi vì tính chất đặc thù của huyền âm chi thể nên dương đàm vẫn luôn muốn để ninh thiển giao trở nên mạnh hơn cùng với tìm được tông môn hoặc người nào đó che chở rồi mới nói ra chuyện này còn thiên cơ môn dương đàm và ninh thiển giao chưa bao giờ nghĩ tương lai sẽ tiếp tục ở lại đó cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ góp sức giúp thiên cơ môn cuột khởi mọi chuyện cho đến hiện tại chẳng qua là do trưởng môn một bên tình nguyện mà thôi huyền âm chi thể Tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt nhìn ninh thiển giao có chút kinh ngạc. Nghe nói ngươi cũng là đệ tử thiên cơ môn đúng không? Sao chưa bao giờ thấy tên của ngươi trên bách thanh bảng? Ngày thường ngươi không luyện khí sao? Ninh thiển giao bị hỏi đến sừng sốt, không nghĩ tới chuyện đầu tiên mà vị tông chủ này nghĩ tới lại là luyện khí. Ta phải chuẩn bị cho tông môn đại bì. Ngô tông chủ càng kinh ngạc hơn, chật lưỡi đáng tiếc nói, Diệp Tố cũng phải chuẩn bị cho tông môn đại bỉ mà còn bớt thời giờ luyện ra bát kỳ biến đệ nhất bách thanh bảng, huyền âm chi thể này của người có chút lãng phí đấy. Các tông chủ khác, trọng điểm là cái này sao? Sắc mặt ninh thiền giao cứng đờ, lời ngô nguyệt nói đã đâm trúng vào niềm đau của nàng ta. Nàng ta từ nhỏ đã luôn cho rằng bản thân mạnh hơn Diệp Tố, không những có thể luyện khí mà còn có thể trở thành kiếm tu, Kết quả lần tông môn đại bỉ này, Diệp Tố không những vào tới cửa thứ ba cùng nàng ta mà còn học xong phù trận, Ninh Thiển Giao cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Hiện giờ thanh danh của thiên cơ môn ở bên ngoài mỗi lúc một cao, nàng ta thậm chí rất muốn lộ ra thân phận đệ tử thiên cơ môn của mình, sau đó chờ sau khi đại bỉ kết thúc sẽ luyện chế ra một kiện pháp khí vượt mặt Diệp Tố. Đã là huyền âm chi thể thì đừng tham gia tông môn đại bỉ nữa, miễn cho ngươi lại bị thường bị người khác phát hiện điểm khác thường. Tông chủ Đan Tông nói với ngữ khí nhẹ nhàng, "Ninh tiểu hữu yên tâm, các đại tông môn chúng ta sẽ không khiến ngươi phải trải qua những chuyện như huyền âm chi thể trước đó." Huyền âm chi thể đầu tiên xuất hiện ở tu chân giới là một đệ tử của một tiểu tông môn, sau khi bị chính tông môn của mình phát hiện máu của hắn có thể ngay lập tức gia tăng uy lực của kiếm thì liền bị giam giữ dưới mặt đất, trở thành kho máu của tông môn. Chẳng qua về sau tiểu tông môn đó ánh mắt thiền cận, thế nhưng lại làm ra chuyện bán máu của người nọ ra chợ đen, dẫn đến bị người khác phát hiện. Sau đó tiểu tông môn đó trong một đêm bị diệt môn, huyền âm chi thể cũng bị đoạt đi. Huyền âm chi thể cứ thế chẳng chọc qua tay mấy tông môn, cuối cùng tin tức bị lộ ra, khiến cho vô số người mơ ước máu thịt của đệ tử tội nghiệp ấy mà tranh đoạt không ngừng. Cuối cùng cũng nhờ bồng lai ra mặt đem người đi đến nay không còn tin tức của huyền âm chi thể đó nữa. Không nghĩ tới huyền âm chi thể một lần nữa xuất hiện ở tu chân giới. Ninh Thiển Giao tất nhiên là không muốn như vậy, nàng ta thật vất vả mới tới được cửa thứ ba, nàng ta vội vàng la lên, ta không sao, có thể tiếp tục thi đấu. Có các vị tông chủ ở đây, sẽ không ai dám làm gì ta. Hiện giờ ngươi đang ở trong địa phận Côn Luân tất nhiên sẽ không ai dám lỗ mãng. Tông chủ ngũ hành tông nói, nhưng một khi rời khỏi đây nhất định sẽ có không ít người thèm thuồng máu của ngươi. Ninh Thiển Giao bấm móng tay vào trong lòng bàn tay, cắn môi ngẩng đầu nói, ta và Lục Ca Ca đã giao hẹn, sau khi đại bỉ kết thúc sẽ đi rèn luyện cùng nhau. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt của Tông chủ ngũ hành tông, đan tông và thượng khuyết tông có chút biến đổi. Có sự hiện diện của Côn Luân thì nhất định sẽ có thể bảo vệ được huyền âm chi thể, nhưng như thế thì chỉ sợ về sau Ninh Thiển Giao cũng sẽ chỉ có quan hệ với Côn Luân. Tầm mắt của Phong Trần Đạo Nhân dừng trên mặt Ninh Thiển Giao, nhìn kỹ nàng ta một hồi thì biểu tình hòa hoãn nói, Người đã cứu Trầm Hàn, Côn Luân tất nhiên sẽ không để người xảy ra chuyện. Cảm ơn Đạo Nhân, trong mắt Ninh Thiển Giao ánh lên nét kiên định, ta muốn tiếp tục thi đấu. Thi đấu có thể, nhưng Hồ Vương cần phải tạm thời lưu lại Côn Luân phong trần đạo nhân nhìn sang giản hồ đang nằm dưới đất yêu vương xuất hiện ở tu chân giới việc này không phải là nhỏ các người định làm gì huynh ấy ninh thiển giao khẩn trương hỏi huynh ấy chưa bao giờ đả thương tu sĩ vô tội phong trần đạo nhân nói yêu vương cũng không phải ma chúng ta tất nhiên sẽ không làm gì hắn đợi vết thương của hắn lành lại thì có thể tự mình rời đi tông chủ vạn phật tông nhạc kỵ lúc này bỗng nhiên lên tiếng Côn Luân Thế lớn việc nhiều, chuyện yêu vương dưỡng thương cứ giao cho Vạn Phật Tông là được. Hồ Vương là yêu vương có tiềm lực nhất để giành lấy vị trí yêu chủ, nếu có thể tạo mối giao hảo với hắn thì tương lai khi yêu giới mở cửa trở lại thì nhất định sẽ có lợi không hại. Huyền Âm Chi thể hiện tại đã có quan hệ tốt với Côn Luân Lục Trầm Hàn, tất nhiên không thể để Côn Luân lấy hết tất cả chỗ tốt được, các tông môn khác cũng muốn chia một chén canh đặc biệt là thực lực của tông chủ nhạc kỵ của vạn Phật tông cũng không yếu, chỉ sau phong trần đạo nhân. Ông vừa mở lời thì lập tức được tông chủ đan tông ủng hộ, đan tông chúng ta cũng sẽ ra đan dược hỗ trợ yêu vương nhanh khỏi. Thật lâu sau, phong trần đạo nhân dương mắt ôn hòa nói, nếu nhạc tông chủ đã nguyện ý gánh vác chuyện chữa thương cho yêu vương thì côn luân tất cũng không có ý kiến gì khác. Các tông chủ cứ thế ta một câu ngài một câu, không chút nào bận tâm đến ý muốn của cửu vĩ hồ vương còn nằm trèo queo trên mặt đất thế nào. Đi tới tu chân giới, còn gần như mất hết tu vi, còn ký khế ước cộng sinh với tu sĩ, nhiều đó đã đủ nhóm tông chủ đại thừa kỳ ở đây tùy ý lăn lộn hắn trong lòng bàn tay. Tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt không hứng thú, các ngài phân chia xong rồi thì nhanh cái chân cho các đệ tử bên dưới tổng kết kết quả vào vòng tiếp theo, ai cũng đang chờ kìa. Các tông chủ khác, có đôi khi hợp hoan tông thật là khiến người ta không ưa nổi. Phong trần đạo nhân búng ngón tay, một tia linh lực bắn vào trên người cửu vĩ hồ vương đang nằm trên mặt đất, giản hồ lập tức biến trở về hình người. Ông phất tay gỡ bỏ kết giới, sau đó cho người tiến lên dìu giản hồ đi nghỉ ngơi. Phong trần đạo nhân mang theo ninh thiển giao phi thân xuống dưới, đồng thời vung tay lên, các lôi đài trên sân thi đấu đồng loạt ầm ầm tách ra hai bên các tông chủ khác thấy vậy cũng trước sau bước xuống. Ngô Nguyệt nhìn Ninh Thiển Giao bị dẫn đi, quay đầu nói với với tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ, Ninh Thiển Giao này nhan sắc tầm thường nhưng bản lĩnh cứu người lại không tầm thường chút nào, này thì côn luân lục trầm hàn, kia thì hồ vương, toàn chọn người lợi hại để cứu. Chu Tông Chủ vốn đang giàu dĩ vì đại đệ tử vô duyên với 10 vị trí đầu. Hóa thần kỳ, huyền âm chi thể, về sau tu chân giới có vẻ sẽ không yên bình rồi. Tông chủ hợp hoa tông lắc đầu cảm thán, thoạt nhìn thì chúng ta lại được chứng kiến các thiên tài xuất hiện lớp lớp nhỉ. Chu tông chủ nhìn xuống bên dưới, tình huống này thì thường sẽ xuất hiện một người lóa mắt nhất, áp chế hào quang của các thiên tài khác. Lục trầm hàn, tu sáu xác thật vượt xa những người còn lại. Ngô tông chủ phủi phủi ống tay áo, bất quá, Ông không cảm thấy mấy đệ tử của Thiên Cơ môn rất thú vị sao? Nếu phải đặt cược thì ta sẽ cược cho bọn họ một phiếu. Chu tông chủ bỗng nhớ tới một đao một kiếm nổi tiếng nhất trong kiếm chủng của Bổn tông đều bị đệ tử Thiên Cơ môn lấy đi mất, ông mặt vô biểu tình nói, bọn họ mà không lợi hại một chút thì thật có lỗi với Ngô kiếm phái chúng ta. Trên sân thi đấu, Phong Trần đạo nhân đã bắt đầu tuyên bố các đệ tử tiến vào vòng tiếp theo. Tính luôn cả người rút phải thăm chống thì số người tiến vào vòng sau tổng cộng có 16 người, ngày mai các ngươi sẽ chia làm 8 cặp đấu, 8 người thắng cuộc lại tiếp tục đánh tiếp chọn ra 3 người đầu tiên, trong 8 người thua thì sẽ còn 2 người có cơ hội bắt lấy hạng 9 và hạng 10. Đạo nhân, yêu vừa rồi là chuyện như thế nào vậy? Có người trong nhóm người vây xem đột nhiên cao giọng hô to. Việc này Côn Luân đã xử lý tốt phong trần vừa nói chuyện vừa phóng ra uy áp chúng nhân vây xem lập tức bị áp chế không thể lên tiếng nữa tuy nhiên nét mặt ông vẫn ôn hòa như cũ chư vị không cần phải nhọc lòng tu chân đệ nhất đại phái ai cũng không dám đắc tội ninh tiểu hữu tuy có quan hệ với yêu nhưng trước khi yêu giới niêm phong thông đạo thì tu sĩ chúng ta cùng từng lui tới với họ tông chủ vạn phật tông lên tiếng mọi người không cần sinh ra khúc mắc trong lòng hai đại tông chủ đều đã nói như vậy xem như công bố thái độ của họ với ninh thiền giao những người khác tất nhiên không dám nhiều lời nữa chỉ có thể lén nghị luận liên liên vừa về đến viện thì liền bị tông chủ gọi qua nói là có chuyện quan trọng cần dặn dò liên liên qua đây tông chủ ngũ hành tông vẫy tay bảo liên liên ngồi ở bên cạnh ông tìm con có chuyện gì liên liên vẫn đứng đó không động đậy nếu con đối chiến với ninh thiển giao tông chủ ngũ hành tông hạ giọng nói thì phải khiến nàng ta bị thương nếu có thể thu thập máu của nàng ta thì càng tốt liên liên ngẩn người sau đó hỏi vì sao máu của nàng ta có gì đặc biệt sao ninh thiển giao là huyền âm chi thể có được máu của nàng ta thì có thể lấy để họa huyết phù sẽ có thể tăng lên phẩm giai của phù chú trong ánh mắt của tông chủ ngũ hành tông không giấu được hưng phấn lúc khác thì khó nói nhưng khi thi đấu chính là cơ hội động thủ tốt nhất liên liên hồi tưởng lại trong đầu huyền âm chi thể là cái gì thì không khỏi tức đến bật cười con chỉ là một đệ tử nguyên anh kỳ ở trên lôi đài thu thập máu của nàng ta thì có thể giấu được các vị tông chủ khác trên đài sao phụ thân không phải tất cả tông chủ đều giống người dựa vào đan dược mới lên được đại thừa kỳ tông chủ ngũ hành tông nghe thấy lời này thì tức giận không thôi đứng bật dậy di động đến trước mặt liên liên, muốn cho nàng một cái tát. Nhưng liên liên khẽ nhấc bước chân, tốc độ di chuyển thậm chí còn nhanh hơn ông một phần. Tông chủ ngũ hành tông nhìn chằm chằm mặc ngọc bài bên hông nàng, đây là pháp bảo mà ta cho con đấy. Người muốn lấy về, liên liên nói xong liền đặt tay lên trên hông, muốn tháo mặc ngọc bài xuống. Cho con thì chính là của con. Tông chủ ngũ hành tông hít sâu một hơi, phụ thân chỉ là hy vọng con được tốt hơn thôi thôi được rồi con về trước chuẩn bị thi đấu đi chỉ cần ngày mai có thể thắng giành được một vị trí trong 10 người đầu tiên là được rồi liên liên cười lạnh một tiếng xoay người rời đi đệ tử các tông khác khi quay về cũng đều biết được chuyện này đặc biệt là tông chủ vạn phật tông ông muốn cốc lương thiên duy trì quan hệ hữu hảo với ninh thiền giao ninh thiền giao nàng ta nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Là do con hồ ly kia sao? Tân Phật tử rũ mắt lần chàng hạt, còn thấy một đệ tử khác của thiên cơ môn, Diệp Tố, đáng để chúng ta chú ý hơn. Nhạc kỵ nhíu mày, nhớ lại biểu hiện của Diệp Tố, nguyên anh hậu kỳ đỉnh mà đã có thể khiến thần thức ngoại hiện, xác thật có vài phần bản lĩnh, bất quá loại người này cũng không ít. Còn phải giao hảo với Ninh Thiền Giao là vì nàng ta là huyền âm chi thể, tương lai chỉ cần có cơ hội có được máu của nàng ta thì pháp trưởng, chàng hạt của con đều có thể tăng phẩm giai. Huyền âm chi thể Cốc Lương Thiên lúc này mới hiểu rõ vì sao phong trần đạo nhân lại bỗng nhiên che chở cho Ninh Thiền Giao. Bề ngoài thì chúng ta sẽ không tranh, nếu không một khi làm lớn chuyện thì bồng lai sẽ lại ra tay mang người đi, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhạc kỵ nhìn Phật tử, vạn Phật tông sở dĩ có thể sừng sững không ngã là vì chúng ta có tài nguyên không ngừng. Tương lai khi con ngồi ở vị trí của ta sẽ hiểu. Đệ tử đã rõ. Cốc lương thiên hơi cúi người nói. Ở đầu còn lại, vì để tránh ninh thiền giao bị các tán tu khác quấy nhiễu, Côn Luân đã trực tiếp mời nàng ta vào ở trên thượng thanh phong. Ngày thứ hai của vòng đấu thứ ba, khi nàng ta xuống núi thì đụng phải lục trầm hàn, hai người cùng nhau tiến vào sân thi đấu, dẫn tới không ít đệ tử các tông khác nhìn chằm chằm. Chương 117. Nặc Linh Châu. Sau vòng đầu thì số lôi đài trên sân chỉ còn lại 8, được xếp thành một vòng tròn. 16 người lại phải rút thăm một lần nữa, Diệp Tố rút chúng Nhan Hảo, Lữ Cửu đối đầu với Liên Liên, Dịch Huyền với một đệ tử khác của Côn Luân. Còn Du Phục thời, ta ở lôi đài số 8. Dù phục thời đưa lá thăm ra cho Diệp Tố xem, khi nói đến chữ 8, hắn còn cố ý nói chậm hại, nhấn mạnh bản thận biết chữ này. Đôi mắt Diệp Tố cong lên chứa đầy ý cười, giả vờ như không biết hắn đang khoe là mình biết chữ, đợi lát nữa đánh xong chúng ta đi thăm từ trình ngọc. du phục thời gật đầu đồng ý, hắn cầm theo lá thăm đi về hướng lôi đài số 8, khắp huyết kiếm lẽo đẽo đi theo phía sau. Ninh Thiển Giao cúi đầu nhìn lá thăm trong tay, sau đó quay đầu nhìn Du Phục Thời đã bước lên lôi đài, sắc mặt dần trở nên khó coi, không biết vì sao nhưng từ trong xương cốt nàng ta dâng lên một cổ dự cảm không lành. 16 người đều đã yên vị trên lôi đài, hai mắt nhìn nhau, đối thủ của Cốc Lương Thiên, Lục Trầm Hàn, Mai Cửu Nhân và Chu Vân đều không quá mạnh, cơ hồ đã nắm chắc cơ hội vào nhóm 10 người đứng đầu tình hình này ta có vẻ phải tranh hai vé hạng chót rồi. Nhan Hảo đứng trên lôi đài, phe phẩy quạt lông hồng phấn cười nói với Diệp Tố. Đánh xong mới biết được. Diệp Tố đứng ở đối diện, hai tay chống trơn. Lão nhân tóc nâu vừa hô bắt đầu thì Nhan Hảo lập tức tiến lên một bước, sau đó Diệp Tố liền thấy vạn kiếm đâm thẳng đến từ trước mặt. Hợp hoan tông am hiểu nhất là ảo thuật, tu sĩ bình thường có lẽ sẽ cho rằng kiếm này là giả, nhưng ảo thuật một khi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa thì cũng có thể tạo ra thương tổn thật sự khi vạn kiếm đồng thời bay tới diệp tố vẽ ra giữa không trung một đạo kim sắc phù chú nàng dỗi tay giơ đạo phù tre ở trước mặt những thanh kiếm đó khi đâm vào thì như đụng phải một tấm chắn kiên cố không thể phá vỡ cuối cùng lanh keng rơi hết xuống sàn lôi đài nhàn hảo thấy thế thì lui về sau vài bước lần này toàn bộ bề mặt lôi đài bỗng nhiên dạn nứt đá vụn bay loạn xả, các hòn đá không ngừng kết lại, nhô lên cao, cao nữa, cuối cùng hình thành một thứ tựa như một con rồng đá tấn công về phía Diệp Tố. Diệp Tố đứng tại chỗ, tay nhanh như chớp vẽ ra một phù phòng hộ hình chuông bao trùm lấy cả người, cứng rắn chặn lại thế công kích của Thạch Long, tay trái rũ xuống bên hông của nàng một lần nữa điều động linh khí, vẽ ra phù chú, trưởng về phía phần thân của Thạch Long. Đạo phù chú đó như có sức nặng ngàn cân, một lần nữa ép phẳng bề mặt lôi đài vốn bị xé toạc ban nãy tay phải của diệp tố cố định đầu của thạch long không cho nó động đậy tay trái liên tục vẽ phù đè thân của nó xuống mỗi bước nàng đi về phía trước thì một phần thân của thạch long bị ép xuống đài thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi đầu của nó của nhô lên chợt nàng thu lại phù chú ở tay phải trực tiếp triệu hồi linh lực bao vây lấy các ngón tay nàng nắm lại bàn tay đấm xuống một quyền đầu rồng liền tan nát sau đó nàng dán một lá tật tốc phù ở sau lưng trong nháy mắt liền dịch chuyển đến trước mặt nhan hảo nhan hảo có chút hoảng loạn thân thể lùi về phía sau trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một tường lửa ngập trời ngăn lại đường đi của diệp tố cô hẳn là nên đổi thành nước thì tốt hơn lòng bàn tay của diệp tố bỗng toát ra linh hỏa nàng vung tay lên thế lửa thế mà còn dữ dội hơn tường lửa của nhan hảo Diệp tố lông tóc vô thương bước xuyên qua tường lửa, lấy ra một thanh kiếm từ túi cản khôn đặt lên cổ nhan hảo, cô thua. Tất cả dị tượng trên lôi đài toàn bộ biến mất, nhan hảo lầm bầm một tiếng, chật, biết ngay là phải tranh vị trí thứ 9 mà. Diệp tố cười nói, đi thôi, xem những người khác thi đấu. Nhan hảo gật đầu, hai người một trước một sau đi đến rìa lôi đài để đi xuống. Diệp tố đi đến bậc thang của lôi đài, chân nàng vừa nâng lên định bước xuống thì đột nhiên lại thu chân về sao vậy nhan hảo hỏi diệp tố quay đầu lại sau đó nhanh như chớp rũi tay giật chiếc quạt lông hồng phấn trong tay nhan hảo nàng chớp chớp mắt nhìn bàn tay trống không của mình lại cúi đầu nhìn bậc thang ảo thuật diệp tố quay đầu nhìn lại thì quả nhiên nhan hảo vẫn còn đứng ở vị trí ban đầu khi hai người vừa lên lôi đài sao cô lại phát hiện ra được vậy Nhan Hảo thu hồi quạt lông, tay chân luống cuống, rất là bất đắc dĩ nói, chút xíu nữa thôi là ta đã thắng rồi. Từ lúc vừa bước lên đài là nàng đã bố trí ảo thuật, quạt lông vừa lay động đó cũng là lúc ảo thuật bắt đầu. Ban đầu, câu nói chật, biết ngay là phải tranh vị trí thứ 9, chính là muốn khiến Diệp Tố đang ở trong ảo thuật tin rằng Nhan Hảo thua, sau đó hai người sẽ đi xuống lôi đài, tất cả đều đã được Nhan Hảo tính toán tỉ mỉ. Không nghĩ tới Diệp Tố sắp sửa bước xuống thế mà lại ngay thời điểm mấu chốt thu chân. Lúc trước ta vẫn luôn tò mò tác dụng của quạt lông. Diệp Tố quay đầu nhìn Mai Cửu Nhân đang ở trên một lôi đài khác, một hoa một quạt, rất khó không khiến người khác nghĩ nhiều. Ta thua rồi, biết vậy thì không cần dùng chiêu này. Nhan Hảo vừa lắc đầu nhận thua vừa đi xuống, đi đến giữa cầu thang thì nàng quay đầu nói với Diệp Tố trên đài, yên tâm đã hết ảo thuật rồi. Ta biết, tầm mắt của Diệp Tố dừng ở lôi đài đối diện, dù phục thời đang đối chiến Ninh Thiển Giao. Hoặc là nói Ninh Thiển Giao đang mệt mỏi ứng khó khắp huyết kiếm. Dù phục thời lấy ghế dựa ra từ túi cản khôn ngồi trên lôi đài, nghiêm túc nhìn khắp huyết kiếm đánh với Ninh Thiển Giao. Kiếm thuật của Ninh Thiển Giao không kém, thậm chí không hề thua đệ tử Côn Luân hay Ngô Kiếm Phái mỗi chiêu mỗi thức đều có thể hình thành kiếm phong nối tiếp. Đây là thứ mà tán tu không thể học được tới, giống như kiếm chiêu của lữ cử vậy, đó gần như không thể gọi là kiếm chiêu mà chỉ là huy kiếm theo bản năng, sau khi được tân thẩm chi chỉ điểm mới dần dần sửa lại được thói quen, hình thành kiếm phong của bản thân. Trong tay ninh thiền giao hẳn là có kiếm phổ hoàn chỉnh. Không biết có phải vì ở trong pháp trận nghịch chuyển đã hấp thu máu của ma chủ hay không, nhưng sức công kích và phòng thủ của Khấp Huyết Kiếm so với trước kia có thể thấy rõ là mạnh hơn không ít. Ninh Thiển giao chật vật né tránh những đợt tấn công liên tiếp của Khấp Huyết Kiếm, môi dưới bị nàng ta cắn đến bật máu. Chỉ là một thanh kiếm mà đã có thể ép nàng ta cơ hồ không thở nổi, nếu bản thân cũng có một thanh kiếm có kiếm linh thì tốt quá về sau nàng ta nhất định phải dùng máu của mình dưỡng ra một thanh linh kiếm. Khớp huyết kiếm áp sát hết lần này đến lần khác, cũng không hướng vào chỗ nào khác mà lần nào đều cũng chỉ đánh thẳng vào giữa chán ninh thiền dao. Nếu thật sự bị đâm trúng thì chỉ sợ mạng cũng khó giữ. Lúc này Ninh Thiền dao không biết lấy ra thứ gì từ túi cản khôn mà ngay sau đó nàng ta đột nhiên biến mất trên lôi đài, ngay cả hơi thở cũng không thấy đâu thậm chí đến cả các tông chủ đại tông đang ngồi trên đài cũng không thể dùng mắt để dò ra tung tích của nàng ta, phải dùng đến thần thức mới có thể cảm nhận được có một vùng linh khí trên lôi đài số 8 đang di động. Khắp huyết kiếm sau khi mất đi mục tiêu thì bay loạn khắp nơi nhưng không thấy ninh thiển giao đâu cả, cuối cùng chỉ có thể bay về bên người du phục thời. Du phục thời vốn dĩ đang ngồi trên ghế, chống cằm nhìn một người một kiếm đối chiến, sau khi ninh thiển giao biến mất thì hắn cũng chỉ bỏ tay xuống chậm rãi ngồi thẳng dậy nhưng vẫn không hề rời khỏi ghế dựa ninh thiển giao sau khi tàng hình thì nín thở chậm rãi tiến đến gần một bên du phục thời nàng ta cố ý tránh đi bên mà khớp huyết kiếm đang đứng kiếm trong tay lặng yên không một tiếng động vung lên chém xuống cổ du phục thời lúc này du phục thời bỗng nhiên quay đầu phảng phất như là thấy được ninh thiển giao vậy động tác quá đột ngột Du phục thời đào mắt qua khiến Ninh Thiển Giao thiếu chút nữa lùi về phía sau, nhưng nàng ta nhanh chóng ổn định thân mình, tiếp tục vươn kiếm. Nhưng sau khi ánh mắt của du phục thời chuyển qua thì khắp huyết kiếm cũng đồng thời chĩa về phía ấy, đâm tới nhanh như cắt khiến Ninh Thiển Giao không kịp trở tay. Lưỡi kiếm cắt qua cổ tay của Ninh Thiển Giao, nàng ta nhịn không được la lên một tiếng, bàn tay theo bản năng buông lỏng, một viên hạt châu lục sắc rơi xuống, lăn đến bên chân du phục thời khắp huyết kiếm cắt một đường trên tay nàng ta còn chưa xong. Nó đuổi theo không bỏ hết chém đến đâm khiến Ninh Thiển Giao liên tục phải lùi về phía sau. Dù phục thời vốn dĩ ngồi sát ở rìa lôi đài, Ninh Thiển Giao bị khắp huyết kiếm bức cho lui về sau quá mức. Thêm nữa nàng ta bị phân tâm bởi một loạt chuyện xảy ra vừa rồi nên một chân cứ thế dẫm vào khoảng không, ngã xuống lôi đài. Chờ nàng ta phản ứng lại thì cả người đã nằm dưới đất. Các tông chủ ngồi trên đài cao không để ý đến việc Ninh Thiền Giao bị loại mà tầm mắt của họ đều đổ dồn về hạt lục châu bên chân du phục thời. Đó là nặc linh châu. Tông chủ vạn Phật Tông Nhạc Kỵ nói, xem ra vị huyền âm chi thể này tốt số hơn người trước đó nhiều, sớm đã đụng được đại cơ duyên. Xích tâm đan, nặc linh châu, đều không phải vật tầm thường, ngay cả đại tông môn cũng chưa chắc đã có. Trên lôi đài số 8, Du phục thời quay đầu nhìn lại thì thấy Diệp Tố đã đứng ở bên dưới. Hắn đứng lên, thu ghế dựa vào túi, nhấc chân dẫm nát nặc Linh Châu sau đó tiếp tục thong thả ung dung xuống đài tìm Diệp Tố. Các tông chủ không kịp trở tay, chờ mắt nhìn một pháp bảo bị một chân của Du phục thời hủy hoại. Ngay cả tông chủ hợp hoan tông cũng trợn mắt há mồm, bà chớp chớp đôi mắt liên tục, tựa hồ vẫn không thể tin được một kiện pháp bảo cứ như vậy bị dẫm không còn nữa. Càng không cần nhắc đến Ninh Thiển Giao, nàng ta vừa thua trận đấu vừa nhìn thấy pháp bảo của mình bị dẫm nát bét, nàng ta thậm chí đều không quan tâm cổ tay đang đổ máu, cứ vậy ngơ ngẩn nhìn các mảnh của hạt châu trên đài bị gió thổi đi mất, sau đó cứng đờ quay đầu nhìn về phía du phục thời đang bước xuống đài. Hắn không hề biểu lộ một chút áy này nào, đi đến đứng đối diện với Diệp Tố, nhỏ giọng nói gì đó với nàng, bộ dạng thờ ơ lười biếng. Ninh Thiển Giao, khinh người quá đáng, nàng ta tức giận tới nổi linh phủ có dấu hiệu hỗn loạn, muội bị thương, lục trầm hàn sớm đã đánh xong, hắn đi tới, nắm lấy cổ tay ninh thiển dao, giúp nàng ta băng bó, máu nhỏ trên mặt đất cũng được hắn xử lý sạch sẽ, ninh thiển dao quay đầu nhìn lục trầm hàn, nhịn không được ủy khuất trong lòng, vùi vào ngực hắn, nước mắt rơi xuống như mưa. đánh xong rồi. Du phục thời thấy Lữ Cửu và Dịch Huyền cũng đã xuống lôi đài, nói với Diệp Tố, chúng ta đi. Chờ tất cả các trận đấu kết thúc đã. Diệp Tố kéo hắn đứng lẫn vào trong đám người, nàng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của mấy tông chủ trên đài kia, thiếu điều khoan thủng mấy lỗ trên người bọn họ. Tám trận đấu toàn bộ đã đánh xong, danh sách tám người đầu tiên đã định, nhóm tám người thua còn phải đánh để chọn ra hai người hạng 9 và hạng 10. Hôm nay đã xác định được 8 người đứng đầu. Phong Trần đạo nhân đứng dậy nói, ngày mai tiếp tục. Thiên Cơ môn 4 người và ba, lữ cửu bại bởi Liên Liên nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh hai hạng cuối. Cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Trên đường trở về, Chu Vân vuốt vuốt ngực sợ hãi nói, ta mà còn không vào được 10 người đầu tiên thì năm nay mặt mũi của Ngô kiếm phái cũng ném luôn rồi. Tu đạo là đi đường dài người nào có thể đi đến cuối cùng mới là nhân vật lợi hại liên liên khoanh hai tay trước ngực đi nhanh lên phía trước ngang hàng với chu vân nói phụ thân của ta còn không phải ép chết vô số thiên tài mới trở thành tông chủ ngũ hành tông đó sao chu vân gãi má nói cô nói cũng đúng chúng ta vẫn còn quá trẻ về sau nói không chừng ở đâu đó chết lúc nào không hay sư đệ đa tạ một chân đó của đệ nhé nhan hảo đuổi theo nói với du phục thời du phục thời liếc mắt nhìn nhan hảo một cái sau đó ôm cánh tay diệp tố nhắm chặt mắt tiếp tục đi đường giống như là bộ dáng xấu quá chịu không nổi nhan hảo có cần ra rẻ đến thế không đừng có loạn gọi sư đệ diệp tố nói với nhan hảo nhan hảo vẫn nhảy nhót bên cạnh nói hạt châu kia thoạt nhìn rất lợi hại nếu ninh thiền giao vẫn còn hạt châu đó trong tay thì ngày mai chắc chắn có thể giành được một vị trí lúc ấy đệ ấy không nhìn thấy hạt châu chứ không phải là cố ý. Diệp Tố trợn mắt nói dối. Trước khi du phục thời thu ghế rõ ràng có nhìn xuống dưới sàn, Diệp Tố có thể khẳng định là hắn cố ý dẫm lên hạt châu đó. Đúng vậy, không phải cố ý. Nhan Hảo phụ họa, nàng lại hỏi, các ngươi đây là đi thăm từ Trình Ngọc đúng không? Ta cũng đi. Ở phía sau Mai Cửu Nhân cũng vừa chạy tới vừa hô đợi ta đội ngũ mênh mông cuồn đi về phía viện tử của ngô kiếm phái. chương 118 Chuyên khắc người Viện tử nơi ngô kiếm phái đang tạm trú. Mọi người đi theo Chu Vân và Mã Tổng Thu vào phòng từ Trình Ngọc. Từ Trình Ngọc bị thương không nhẹ, ngực hắn lãnh chọn đạo kiếm ý đó của Lục Trầm Hàn. Thậm chí khi Mã Tổng Thu phi thân lên đỡ thì cũng bị đẩy lùi về sau không ít, có thể thấy được lục trầm hàn cơ hồ muốn mạng của từ trình ngọc. Cũng may trong côn luân có không ít y tu, cộng với lúc ấy nhờ tân thẩm chi xuất hiện truyền linh lực vào giúp hắn duy trì linh phủ nên có thể cứu trị kịp thời. Khi đoàn người diệp tố bước vào thì từ trình ngọc cũng vừa mới tỉnh lại không lâu, nhìn thấy bọn họ thì gương mặt tái nhợt liền nở nụ cười, mọi người thi đấu thế nào? muội vào được nhóm tám người đứng đầu. Chu Vân cúi đầu nói, có thể đại diện ngô kiếm phái đi luân truyền tháp muội phải vui mừng mới đúng từ trình ngọc nghiêm túc nói chu vân dạ một tiếng dùng sức trợn tròn mắt nỗ lực khiến chính mình khôi phục vẻ mặt bình thường ngẩng đầu nói muội vui mà từ trình ngọc hỏi diệp tố còn có ai tiến vào nhóm tám người nữa không thiên cơ môn vào ba người ngũ hành tông liên liên hợp hoan tông mai cửu nhân vạn phật tông cốc lương thiên côn luân lục trầm hàn. Diệp Tố nói. Từ trình ngọc nhìn nhan hảo đứng gần đó không có chút buồn giàu nào, cô không vào nhóm tám người sao? Đối thủ là ai vậy? Đụng phải Diệp Tố. Nhan Hảo không thèm để ý phất phất tay, ngày mai vẫn còn cơ hội. Những người thua khác không mạnh sao? Từ Trình Ngọc thấy nàng nhờn nhơ như vậy thì trong lòng liền có suy đoán. Cũng không hẳn, côn luân hồng vĩnh dạ tuy rằng khó giải quyết nhưng hôm nay sư huynh ta mới thắng hắn nhan hảo nhìn sang lữ cửu bên cạnh hy vọng ngày mai chúng ta có thể gặp nhau ở trận cuối cùng lữ cửu ôm kiếm gật đầu mong là vậy mà có chuyện này huynh chưa biết nhan hảo đi đến trước giường từ trình ngọc ý cười trên mặt đều không giấu được thì gia ninh thiển giao nàng ta có rất nhiều pháp bảo lợi hại hôm nay còn lấy ra cả nặc linh châu kết quả bị một chân của du phục thời đạp nát. Từ trình ngọc kinh ngạc, Ninh Thiển Giao đối chiến du công tử ư. Hắn có thể tưởng tượng được tâm tình của Ninh Thiển Giao, mặc cho ai đối đầu với du công tử thì cũng đều sẽ sinh ra một cảm giác bất lực. Cô vui vẻ như vậy, không sợ đắc tội Ninh Thiển Giao à? Liên liên dựa lưng vào một cây cột gần đó nói, nàng ta hiện tại là hương bánh trái thơm lừng đấy. Nhàn hảo nhếch miệng, huyền âm chi thể đối với hợp hoan tông chúng ta cũng vô dụng mà thôi chúng ta chẳng sơ múi gì được chỗ nàng ta cả huyền âm chi thể suy nghĩ của từ trình ngọc xoay chuyển vài vòng ninh thiển giao là huyền âm chi thể nhan hảo gật đầu huynh bỏ lỡ không ít tin tức sốt dẻo đâu tên giản hồ kia thì ra là một con cửu vĩ hồ sư phụ ta nói hắn còn là một yêu vương sắp tới sẽ đến vạn phật tông dưỡng thương yêu yêu vương Lữ cửu khiếp sợ, nàng chỉ là một tán tu, trước giờ cũng chỉ biết về yêu qua thoại bản, trong đó nhiều nhất là kể về những mối tình chắc trở của hồ yêu và tu sĩ nhân tộc. Ngày hôm qua đã đủ kinh ngạc, không ngờ tới giản hồ không những là một con cửu vĩ hồ mà còn là yêu vương. Trong mắt dịch huyền cũng ánh lên vẻ kinh ngạc, hôm qua sau khi thi xong hắn liền tìm chỗ ngồi xuống đà tọa tu luyện, không để ý đến lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Mai cửu nhân đứng ở một bên bổ sung, su phụ ta còn nói nàng ta có vận cứt chó, không những cứu được yêu vương mà còn kết khế ước cộng sinh. Trở về sau khi vết thương của yêu vương lành lại cảnh giới trở về đỉnh thì cảnh giới của nàng ta cũng sẽ một đường đi lên theo. Nàng ta còn từng cứu lục trầm hàn, hơn nữa còn là huyền âm chi thể, cho nên tông chủ côn luôn nhất định sẽ che chở nàng ta. Nhan hảo lắc đầu cảm thán, phần vận khí này, thật là không thể chê vào đâu được vận khí có nghịch thiên đi nữa không phải gặp người nào đó liền nát đấy sao? Dịch huyền bỗng nhiên nhìn du phục thời lên tiếng. Cũng đúng, nhan hảo chắp tay với du phục thời, tướng của đệ nhìn là biết chuyên khắc người. Mọi người, nói hưu nói vượn cái gì đó. Từ trình ngọc ho khan vài tiếng, hỏi mai cửu nhân, sao các người có vẻ giống như cực chán ghét ninh thiển giao vậy? Ta nhớ rõ hợp hoan tông không có giao thoa gì với nàng ta mà xấu chính là tội mai cừu nhân lắc lắc cổ tay giữa hai ngón tay liền xuất hiện một nhành hoa hắn nhìn nhành hoa thâm tình nói mục tiêu cuối cùng trên con đường tu đạo của ta chính là các giới không còn người nào xấu xí từ trình ngọc nhớ lại diện mạo của ninh thiền giao nhìn thế nào cũng không đến nỗi xấu nàng ta cứ quái quái nhan hảo chống quạt lông dưới cằm nói hợp hoan tông tu luyện ảo thuật mấu chốt trong đó chính là phải luôn quan sát thế gian vạn vật. Ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy Ninh Thiển Giao là đã không có hảo cảm, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Dịch Huyền đứng ở bên cạnh, nghe mọi người nói chuyện thì trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ quái. Lúc ở thiên cơ môn hắn vẫn luôn cho rằng tiểu sư muội là người tốt bụng nhất, sẽ luôn chú ý, quan tâm hắn hết thảy. Trái ngược với với sư phụ và các sư tỷ sư huynh như Diệp Tố cùng nhóm Minh Lưu Sa, Mỗi ngày tu luyện xong chỉ biết cãi cọ nháo sự. Nhưng từ sau khi xuống núi thì hết thảy lại trở nên không giống như vậy nữa. Hiện giờ nghĩ lại, thêm chuyện của Hồ Vương và Lục Trầm Hàn thì Dịch Huyền đột nhiên cảm thấy đoạn thời gian ở chung với tiểu sư muội tràn ngập cố ý. Loại quan tâm tỉ mỉ ấy không quá thật tình. Diệp Tố đánh gãy suy nghĩ của Dịch Huyền, nàng đổi đề tài, hỏi Mai Cửu Nhân, có thể nói một chút về Hồng Vĩnh Dạ không? Đương nhiên có thể. Mai cửu nhân nhìn lữ cửu và nhan hảo, hai người nhớ phải chú ý khi hắn thu kiếm. Hắn có thói quen vừa thu đường kiếm thì ngay sau đó sẽ tung ra pháp khí khác. Bọn họ tụ tập trong phòng từ trình ngọc đến buổi tối với giải tán. Mấy người dịp tố quay trở về sân, riêng dịch huyền thì bị tân thẩm chi lưu lại chỉ dẫn thêm. Dù phục thời sau khi trở về phòng thì ngồi ở mép giường, mặt vô biểu cảm, không biết đang suy nghĩ cái gì khớp huyết kiếm nhảy nhót khắp nơi. Tiểu sư đệ, Diệp Tố ở bên ngoài gõ cửa, nhị sư huynh của đệ đi ngoại thành có mua về một ít linh thực, có muốn ăn hay không? Du phục thời đứng dậy mở cửa phòng, biếng nhác tựa vào một bên khung cửa, nhìn hộp đồ ăn trong tay Diệp Tố, là cái gì? Diệp Tố bước vào, bổ câu hấp, còn có một ít điểm tâm. Minh Lưu Sa cứ dặn từng chữ, Nàng lười nghe nên trực tiếp đem hộp đồ ăn đến đây, cũng không biết điểm tâm có những loại nào. Diệp Tố bày hết tất cả đồ ăn ra bàn, múc một chén canh cho Du Phục thời, sau đó mới ngồi xuống, hỏi hắn, "Hôm nay vì sao đệ lại muốn dẫm nát viên nặc linh châu đó?" Với sự hiểu biết của nàng về hắn thì tiểu sư đệ hẳn là sẽ cảm thấy giẫm nát một hạt châu vừa phiền vừa mệt, không bằng cứ trực tiếp lướt qua nhưng lúc nãy có nhiều người khác ở đó nên nàng không tiện hỏi sau khi trở lại sân nàng nghĩ nghĩ rốt cuộc quyết định hỏi hắn diệp tố không nhớ rõ ninh thiển giao và du phục thời có liên quan gì nhiều nhất thì cũng chỉ là hai lần tiểu sư muội ôm cánh tay nàng thì hắn ra lệnh khắp huyết kiếm tấn công kỳ thật sau hai lần đó thì trong lòng nàng đã nổi lên nghi hoặc người kéo cánh tay nàng không chỉ có một mình ninh thiển giao chu vân nhan hảo còn có một vài người khác cũng đã từng ôm tay nàng. Nhưng Diệp Tố chưa bao giờ thấy du phục thời động thủ. Hạt châu dơ, du phục thời nhón lấy một khối điểm tâm, vừa ăn vừa nói. Diệp Tố sừng sốt, sau đó nhớ lại hạt châu rớt trên lôi đài, xác thật là bị dơ. Đệ có thể dùng thanh khiết thuật mà. Vừa nói xong câu này nàng lại thấy không đúng, từ trước đến nay định nghĩa dơ, của du phục thời chỉ áp dụng cho đồ vật của chính hắn. Ví dụ như túi cản khôn đã từng đựng thi thể yêu thú, không cần thanh khiết thuật, cứ trực tiếp vứt. Trong phòng an tĩnh dị thường, chỉ có thanh âm du phục thời dùng mỗng khuấy canh trong chén. Diệp Tố nói ra một suy đoán mà ngay cả nàng cũng không dám tin tưởng, viên nặc linh châu đó là của đế. Hàng mi dài của du phục thời rũ xuống, phủ một bóng đen lên sống mũi cao thẳng của hắn, Hắn múc lên một mõng canh, chậm rãi uống, không nói gì. Bộ dáng không phủ nhận cũng không nói lời nào này Diệp Tố đã quá quen thuộc. Dù phục thời thừa nhận viên nặc Linh Châu chính là của hắn. Tay Diệp Tố vịn mặt bàn, đầu óc của nàng từ trước đến nay vốn suy nghĩ cực nhanh mà mà lúc nãy lại cứ trống rỗng. Cho nên đệ là một vị đại năng độ kiếp thất bại nào đó. Một lần nữa chuyển thế trở về tu luyện lại từ đầu. Qua hồi lâu, Diệp Tố mới nói tiếp, Ninh Thiển Giao ở bí cảnh hoặc là động phủ nào đó tìm được đồ vật của đế. Diệp Tố cố gắng nhớ lại nguyên tác, nàng không nhớ rõ trước khi tông môn đại bỉ diễn ra Ninh Thiển Giao có đi bí cảnh hoặc là động phủ đặc biệt nào không. Dù phục thời bỗng nhiên vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc vào mâu bàn tay Diệp Tố. Diệp Tố cúi đầu nhìn lại thì thấy hắn dùng đầu ngón tay ngoéo một ngón tay của nàng, nhưng tay còn lại của hắn vẫn cầm cái muỗng, cúi đầu chậm rãi ăn canh. Một lát sau, dù phục thời buông muỗng, ngước mắt nhìn Diệp Tố, lắc lắc đầu, ngón trỏ của tay phải dựng thẳng, chỉ chỉ lên trời, sau đó lại đặt lên trên môi. Đây là một động tác im lặng. Hai người nhìn nhau thật lâu, Diệp Tố xoay tay nắm lấy tay hắn, nhìn số điểm tâm trên bàn, để thích ăn loại nào sau khi đại bỉ kết thúc chúng ta có thể đi ngoại thành mua thêm Dù phục thời chỉ vào một đĩa ở chính giữa cái này diệp tố ngồi cùng với hắn ở trong phòng một lúc lâu khi ra khỏi phòng thì gặp tây ngọc đang mài đao trong sân muội đang làm gì đấy diệp tố hỏi gần đây cảm xúc của muội không tốt muội đang muốn tìm lại cảm giác trước kia tây ngọc nhìn nhìn diệp tố sau đó nhỏ giọng nói đại sư tỷ hôm nay tỷ ở trong phòng tiểu sư đệ khá lâu đấy bình thường đại sư tỷ chỉ ở một lát thôi diệp tố ngồi xuống bên cạnh nàng ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh muội cảm thấy tiểu sư muội như thế nào tiểu sư muội tây ngọc lau lau tay lên tạp dề trước người sau đó vuốt châm cải hình đao trên đầu có chút hoang mang hỏi tỷ hỏi mặt nào mặt nào cũng được diệp tố chống hai tay ra sau lưng thì muội ấy cứ luôn nhân lúc tiểu, à không ngũ sư đệ, không có mặt sau đó khoe khoang với chúng ta. Tây Ngọc nghiêm túc điểm từng sự kiện, trước kia muội ấy chỉ đối tốt với tiểu sư đệ, còn có nhiều đồ vật mà chúng ta không có. Nói vài câu, sau đó Tây Ngọc tổng kết, tóm lại, tuy rằng tiểu sư muội sống tốt hơn chúng ta, nhưng mà hiện tại chúng ta cũng đã có thể kiếm được linh thạch, còn có thể luyện khí, để tên được lên bách thanh bảng về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tỷ hy vọng nàng ta không vào được nhóm 10 người đứng đầu tông môn đại bỉ. Diệp tố ngửa đầu nói, tỷ không muốn gặp nàng ta trong luân chuyển tháp. Trước kia Diệp Tố cảm thấy chỉ cần cách xa ninh thiển giao một chút, không có quan hệ gì tới nam nữ chủ, nỗ lực tăng lên thực lực của bản thân và tông môn, như vậy liền sẽ bình an không có việc gì. Tuy nhiên hiện tại lại phát hiện có dính dáng đến tiểu sư đệ, nàng bỗng nhiên không hiểu sao cảm giác nữ chủ này thật phiền. Ninh thiển giao cứ như một quả bom hẹn giờ, vĩnh viễn không biết khi nào sẽ phát nổ. Tây Ngọc ngây người, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhóc thấy đại sư tỷ biểu hiện ra mặt không thích một người nào đó. Tây Ngọc do dự nhìn Diệp Tố, tiểu sư muội làm sao vậy ạ? À? Diệp Tố chỉ mỉm cười, không trả lời, nàng chỉ nghiêng người duỗi tay sờ thanh đao mà Tây Ngọc đang mài, lưỡi đao quá mỏng, sẽ dễ bị gãy, lần sau chú ý hơn. Tây Ngọc nghe vậy thì cúi đầu nhìn lưỡi đao, khi phản ứng lại ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy bóng lưng của đại sư tỷ. Chương 119. Lôi kiếp. Có lẽ vì chuyện tối qua nên hôm nay khi đến sân thi đấu, Diệp Tố lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Ninh Thiển Giao. Một thân bạch y, hai mắt oánh nhuận long lanh, vừa thuần tịnh vừa vô tội, đai eo thắt chặt khiến eo trông rất nhỏ lộ ra thêm một phần quyến rũ của tuổi trẻ. Nàng ta đứng bên người lục trầm hàn, hơi ngửa đầu nhìn hắn, ánh nắng sớm vừa vặn rừng trên mặt ninh thiển giao. Nếu chỉ nhìn từ góc độ người qua đường thì xác thật rất đẹp mắt. Cho tới hiện tại, tuy biết rõ ninh thiển giao có vận tốt đến cỡ nào, có thể đi được rất xa, nhưng Diệp Tố chỉ mãi lo để ý đến thiên cơ môn vốn chỉ được nhắc đến qua vài câu trong sách chỉ cần không dính dáng đến thiên cơ môn thì nàng cũng không để ý ninh thiền giao làm cái gì. Bây giờ, Diệp Tố bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, nàng muốn biết cơ duyên của ninh thiền giao rốt cuộc đến từ đâu. Vòng thứ ba, không có giới hạn thời gian, đánh đến khi xác định 10 vị trí đầu tiên mới thôi. Lão nhân tóc nâu chỉ vào 8 lôi đài nói, sau khi đánh xong mỗi trận thì đến chỗ ta tiếp tục rút thăm. Vòng cuối cùng không cho các đệ tử thời gian nghỉ ngơi, đánh xong trận này liền phải tới ngay trận tiếp theo. Tám người thắng và tám người thua ngày hôm qua tách ra bốc thăm. Ngay trận đầu hôm nay thì vận khí của thiên cơ môn hơi kém một chút, du phục thời đụng phải dịch huyền, diệp tố rút chúng liên liên. Gặp nhau sớm như vậy cũng tốt, ta vẫn luôn muốn biết trình độ phù chú của cô. Liên liên nhìn diệp tố nói, ta sẽ không nương tay. Bầu không khí trên lôi đài của hai người còn tính là hòa hợp, không giống với lôi đài sát bên du phục thời và dịch huyền đang đứng đối mặt nhau một kiếm một đao sao động dị thường khớp huyết kiếm là yêu kiếm thích nhất là gây sự trọng minh đao tuy ổn trọng nhưng nhiều năm qua trong kiếm chủng thanh kiếm yêu lý yêu khí này thường thường tác oai tác oái mê hoặc nhân tâm khiến cho trọng minh đao rất không vừa mắt càng không cần nhắc tới hai vị chủ nhân vốn chẳng ưa gì nhau người định sẽ chỉ để kiếm đối chiến Dịch Huyền nắm trọng Minh đau hỏi. Du Phục Thời rõ ràng cảm nhận được ý trào phúng của Dịch Huyền đối diện vậy nên hắn gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Dịch Huyền quên mất có loại người chẳng bao giờ cần mặt mũi. Dù vậy Dịch Huyền cũng không hề lơ là. Đặc biệt hắn đã từng thiếu chút nữa đã chọn khắp huyết kiếm nên độ chú ý đối với nó cao hơn những thanh kiếm khác. Tựa hồ cảnh giới của Du Phục Thời càng cao thì uy lực của khắp huyết kiếm cũng theo đó mà tăng theo dịch huyền chủ động xuất chiêu hắn giao phong với khắp huyết kiếm vài lần không dùng toàn lực lúc này khắp huyết kiếm ẩn ẩn lập lòe hồng quang lại bắt đầu mê hoặc đối thủ nếu là trước kia thì khả năng cao dịch huyền sẽ chống chiêu chỉ là hiện tại tâm trí của hắn đã kiên định hơn không ít huống chi tay còn cầm trọng minh đao linh phủ thanh minh khắp huyết kiếm không ảnh hưởng được hắn chợt dịch huyền giả vờ thất thủ khiến độ cảnh giác của Khấp huyết kiếm hạ xuống ngay sau đó hắn điểm mũi chân lướt qua khắp huyết kiếm lập tức phóng về phía du phục thời đang đứng ở rìa lôi đài khắp huyết kiếm ở phía sau còn chưa kịp chạy tới thì dịch huyền đã phi thân lên giờ ngang đao quét tới du phục thời chỉ có thể ngửa ra sau cơ hồ song song với mặt đất hắn tránh được trọng minh đao nhưng lúc này dịch huyền lại nâng gối thúc vào eo của hắn chỉ cần đá chúng thì du phục thời nhất định sẽ ngã xuống lôi đài bất quá ngay sau đó đầu gối của Dịch Huyền liền bị hắn dùng tay ngăn lại, tựa như đụng phải ván sắt cứng rắn. Dù vậy Du Phục thời cũng chưa ngã xuống lôi đài, vẫn vững vàng ngửa ra sau, treo ở rìa lôi đài, có thể thấy được sức bật cực mạnh của eo bụng hắn. Cùng lúc đó, Khắp Huyết Kiếm cũng đã đuổi đến, liên tục đâm, chém, tấn công Dịch Huyền, Dịch Huyền lật cổ tay nắm lấy trọng minh đao chống đỡ công kích trước thế tấn công rào rạt của khắp huyết kiếm hắn không còn cách nào khác phải lùi lại về phía sau. Dù phục thời lúc này mới đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, hắn di chuyển vị trí, dựa lưng một một cây cột lôi đài. Khắp huyết kiếm không ngừng quấy nhiễu tâm cảnh của dịch huyền, dần dần cũng có chút khiến hắn sinh ra cảm giác hoang mang. Sau đó dịch huyền được sự ôn hòa bàng bạc của trọng minh đao bao bọc, đánh thức. Hắn còn nhớ rõ khi ở trong kiếm chủng, tất cả kiếm đều không muốn tiếp nhận hắn, cuối cùng chỉ có trọng minh đao là nguyện ý. Trận đấu với khắp huyết kiếm này càng là như dịch huyền đang tự nhìn nhận lại bản thân, bài trừ tâm dục, hòa hợp thêm một bước với trọng minh đao. Đại sư Huynh, Huynh mau nhìn bên trên kìa. Mã Tổng Thu vừa mới đỡ từ Trình Ngọc đến đây xem thi đấu, chỉ vào trên không trung phía trên lôi đài của Du Phục Thời và Dịch Huyền, khiếp sợ nói. Từ Trình Ngọc ngửa đầu nhìn lên, bầu trời đang dần tối đi, mây bắt đầu chậm rãi tụ lại, đây là dấu hiệu xuất hiện lôi kiếp. Hai người trên lôi đài tự hồ hoàn toàn không nhận thấy dị tượng. Dịch huyền nắm trọng minh đao, từng chiêu so với lúc trước càng thêm thông thuận, những chiêu thức ngày ngày đêm đêm luyện tập với tân thẩm chi thậm chí không cần hồi tưởng, thân thể cứ thế tự mình lựa chọn chiêu thức mà ra. Kiếm có kiếm ý, đao làm sao lại không có đao ý. Cả thân trọng minh đao được bao bởi một tầng lam ý nhàn nhạt, nhạt, ẩn chứa trong đó uy lực của vạn quân, đao ý thẳng tiến không lùi bổ về phía khắp huyết kiếm. Khi đao kiếm chạm nhau, vài tia đao ý văng ra thế nhưng lại chọc thủng luôn kết giới của lôi đài, thiếu chút nữa đã thương các tu sĩ giang đứng trung quang, lão nhân tóc nâu vội vàng một lần nữa thiết lập lại kết giới. Đôi tay dịch huyền nắm lấy trọng minh đao, mắt nhìn cổ bạc trên thân khắp huyết kiếm linh lực cùng ý chí hóa thành nhất thể với đao trong tay toàn lực đối kháng khắp huyết kiếm từng chút một áp nó xuống cuối cùng khắp huyết kiếm kiệt sức ngã lạch cạch xuống lôi đài thì ra là trọng minh đao xuất thế tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt nhìn dịch huyền bên dưới hỏi lúc trước không có ai chú ý đến đao của dịch huyền vì hắn sử dụng vẫn còn ít nhiều trúc chắc lôi kiếp sắp đến rồi tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ ngửa đầu hiển nhiên trên lôi đài dịch huyền chính là người có vẻ sẽ tiến giai trong lòng ông rất cao hứng, dù sao thì dịch huyền cũng xem như là đệ tử ngô kiếm phái. Sau khi khắp huyết kiếm rơi xuống sàn lôi đài thì phảng phất như bị đả kích nghiêm trọng, nó nằm yên đó giả làm cá chết, vờ như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Tiểu sư đệ, dịch huyền nhìn du phục thời, chậm rãi bước về phía hắn, kiếm của ngươi thua rồi. Đào của ngươi không tồi. Dù phục thời khó có dịp mở miệng khen một câu. Đao là của ta, người đoạt không được. Dịch huyền vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện khắp huyết kiếm bị đoạt lúc trước. Danh hào tiểu sư đệ cũng bị du phục thời đoạt mất rồi. Kiếm tới đây. Du phục thời mở ra bàn tay phải, khắp huyến kiếm vốn đang giả chết trên sàn đấu lật đật nhanh chóng bay vào trong tay hắn, tựa như đã tìm được chống lưng vững chắc, lại bắt đầu lóe lóe hồng quang người vẫn còn muốn đánh dịch huyền hỏi hắn du phục thời không trả lời sau khi nắm kiếm thì cổ tay nhẹ run lên khắp huyết kiếm khẽ uốn lượn khiến cho người ta sinh ra ảo giác nó là một vật sống cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng dịch huyền hắn không chủ động tới gần mà ngược lại lùi về phía sau vài bước tay nắm chặt trọng minh đao ôi lần đầu tiên thấy du công tử chính thức cầm kiếm đấy mã tòng thu hưng phấn trà sát hai tay thiếu chút nữa hất ngã từ Trình Ngọc mà hắn vốn đang đỡ. Mã Tổng Thu vội vàng chụp lại từ Trình Ngọc nói, Đại sư Huynh, đệ xin lỗi. Không cần đỡ ta, đệ xem thi đấu đi. Từ Trình Ngọc nói. Nhưng mà, Đại sư Huynh, vết thương của Huynh còn chưa khỏi hẳn mà. Mã Tổng Thu áy náy vươn tay chuẩn bị tiếp tục đỡ. Ta có mang theo ghế dựa. Trước khi đến đây từ Trình Ngọc đã nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng quyết định mang theo một cái ghế trong phòng, chỉ là ngượng ngùng ngồi xuống trước mặt mọi người. Bất quá tình huống hiện tại đến bước này thì hắn càng phải ngồi xuống yên ổn để xem thi đấu. Dưới đài, biểu tình của từ Trình Ngọc quẫn bách, vành tai ửng đỏ, chịu đựng ánh mắt của mọi người đang đứng xung quanh mà ngồi xuống ghế, nửa ngày sau mới định thần. Trên đài, du phục thời cầm kiếm giao tranh trực diện với dịch huyền, kiếm chiêu của hắn cực phiêu cực linh, hư vô mờ mịt, thay đổi không ngừng, khắp huyết kiếm cứ như một du long vùng vẫy khắp nơi. Dịch Huyền ăn mệt năm lần bảy lượt, không cách nào nắm bắt kiếm chiêu của Du Phục thời. Này không khỏi quá đẹp rồi. Nhan Hảo vừa mới đánh thắng, khi bước xuống lôi đài đi ngang qua nhìn thấy quang cảnh hai người trên đài đối chiến thì há hốc miệng đến độ sắp rớt cả cằm. Dung mạo của Dịch Huyền cực mỹ, nốt ruồi đỏ giữa mày càng tăng thêm nét diễm mị không phân nam nữ tuy nhiên hắn lại cầm trong tay thanh trọng minh đao dày nặng mỗi chiêu xuất ra đều cực ổn trọng bản thân hắn cùng thanh đao có đối lập thật lớn trong khi đó du phục thời ở đối diện lại là một tình huống tương phản cực hạn với hắn nếu bỏ qua hành sáu lười nhác thường ngày của du phục thời chỉ nhìn tướng mạo thì bất luận người nào cũng sẽ không do dự mà cho rằng đây là một quý công tử thanh tuyển thịnh thế trái ngược hoàn toàn với thanh kiếm đầy yêu khí của hắn, từng chiêu đều lắc léo quỷ dị. Ánh mắt của các tu sĩ đến xem thi đấu trong sân đều không hẹn mà bị hai cực đối lập này hấp dẫn. Lúc này, chỉ có dịch huyền trên lôi đài biết rõ áp lực mà du phục thời mang đến cho hắn lớn đến mức nào. Bắt đầu từ khoảnh khắc được du phục thời nắm trong tay, khắp huyết kiếm mới như chân chính có chủ nhân, kiếm ý giết chóc thị huyết nhanh chóng dệt thành một tấm lưới che trời lấp đất, Khiến Dịch Huyền không còn nơi nào để tránh. Hắn sẽ không từ bỏ. Ánh mắt của Dịch Huyền càng thêm kiên định, nắm trọng minh đao dùng hết toàn lực chém một nhát thật mạnh về phía Du Phục Thời, thế nhưng lại thật sự có thể chém vỡ sát võng của Khấp Huyết kiếm, thậm chí chém nứt luôn lôi đài thành hai nửa. Lúc này kiếm ý tràn ngập sát khí của Khấp Huyết kiếm cũng đồng thời chém tới, Dịch Huyền không kịp cao hứng vì bản thân có thể phá chiêu mà chỉ có thể tiếp tục né tránh hắn đứng bên một nửa lôi đài, một lần nữa vung đao vọt tới. Thế nhưng tốc độ của du phục thời cực nhanh, chớp mắt đã dịch chuyển đến trước mặt dịch huyền. Dịch huyền cho rằng hắn muốn huy kiếm chém mình, không ngờ du phục thời chỉ là cắm khắp huyết kiếm xuống tảng đá kê dưới lôi đài. Chờ đến khi dịch huyền cảm thấy không ổn thì cả lôi đài dưới chân đã chia năm xẻ bảy, hai chân hắn trực tiếp dẫm trên mặt đất. Dựa theo quy định, hai chân chạm đất chính là thua. Đây sẽ được tính là ngang tài ngang sức sao? Mã Tổng Thu kích động nói, lôi đài dưới chân hai người đã hóa thành đá vụn. Tất nhiên tất cả mọi người đều nghĩ giống như hắn, bao gồm cả dịch huyền. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy du phục thời vung tay lên, toàn bộ cát bụi dưới chân tan đi, đập vào mắt mọi người là hai chân của du phục thời trói lọi dẫm lên một khối đá nhỏ. Dịch huyền hắn còn chưa kịp xỉ và hành sáu không thể nào vô xỉ hơn của du phục thời thì lôi kiếp trên đầu đã hoàn toàn hình thành, sấm rền ầm vang, hướng về phía dịch huyền. Tất cả mọi người thối lui. Phong trần đạo nhân đứng trên đài cao ra tay, lập kết giới ở bốn phía dịch huyền, các tu sĩ khác phải cách xa một chút. Mây đen ngập trời, thiên lôi thô to như nắm tay thẳng tắp bổ xuống đầu dịch huyền. Khi dịch huyền ngửa đầu thấy mây đen thì còn có chút mờ mịt, ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới sẽ dẫn tới lôi kiếp, nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, nắm ngay trọng minh đao, nghênh lôi mà tiến. Danh xưng thần binh đương thời của trọng minh đao cũng không có chút nào phóng đại, có rất nhiều tiền bối ưu tú đã từng nắm lấy nó, trả ma lập công. Sau khi đón nhận đạo lôi thứ nhất thì dịch huyền dần dần bắt đầu cảm nhận được những ý chí của các tiền bối cùng với đạo ý còn sót lại của họ phảng phất như có các vị tiền bối đang than nhẹ bên tai hắn, tay cầm tay chỉ dạy cho dịch huyền làm sao để kề vai chiến đấu cùng với trọng minh đao, làm thế nào để đối kháng lại lôi kiếp. Trong ánh sáng chói lòa của từng đạo thiên lôi giáng xuống, nốt ruồi đỏ giữa mày dịch huyền càng thêm chói mắt. Sau khi xác nhận bản thân đã thắng thì du phục thời liền đi xem diệp tố đối chiến, so sánh ra thì lôi đài bên này ôn hòa hơn không ít. Diệp Tố chỉ so phù chú với liên liên, nàng thậm chí không hề lấy ra bất kỳ kiện pháp khí nào. Dù phục thời cầm khắp huyết kiếm, ngẩng đầu nhìn người trên đài, biểu tình có chút hoàng hốt, hắn nhớ rõ trước kia cũng có người đã từng dạy hắn vẽ loại đồ vật này, bất quá hắn học không được bao nhiêu. Những phù chú đó quá phức tập, nhìn đau đầu. Hắn giống như vẫn luôn nghĩ rằng có người sẽ luôn vẽ cho hắn, như vậy là được rồi. Ta thua, Liên liên giơ hai tay lên, không động nữa. Nàng đã lọt vào phù trận mà Diệp Tố thiết lập, chỉ cần động đậy thì lập tức sẽ bị trận pháp treo cổ. Diệp Tố thu phù trận lại, vừa quay đầu liền đối diện với đôi mắt Du Phục Thời đang nhìn nàng chằm chằm dưới đài, nhất thời không khỏi ngơ ngẩn. Chương 120 Học theo pháp trận. Diệp Tố bước xuống đài, đi đến trước mặt Du Phục Thời tầm mắt của nàng dừng trên khắp huyết kiếm trong tay hắn. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy khắp huyết kiếm không có bị kéo lê trên mặt đất. Hai đệ đấu xong rồi. Diệp Tố quay đầu nhìn về phía lôi đài của hai người thì phát hiện dịch huyền đang tiến dai. Có chút bất ngờ nhưng cũng không tính là quá kinh ngạc. Dịch huyền là nam nhị có huyết thống nửa ma. Cảnh giới của cha mẹ đều vượt xa những người khác. Hắn tất nhiên cũng sẽ không kém. Ta thắng. Du Phục Thời thấy Diệp Tố vẫn luôn nhìn về phía dịch huyền nên rỗi tay kéo kéo ống tay áo của nàng. Diệp Tố quay đầu lại cười hỏi, đệ đã dùng kiếm à? Xem bộ dạng nát bấy của lôi đài thì cũng đủ biến trận đấu của hai người không quá êm đềm. Dùng, vừa nói Du Phục Thời vừa nâng cầm, trên mặt tuy hiện lên ngạo khí dương dương nhưng thật ra lại đang lén đánh giá biểu tình biến hóa của Diệp Tố. Diệp Tố có chút tiếc nuối, ta còn chưa được thấy. Dù phục thời do dự một hồi, về sau có thể luyện kiếm cho ngươi xem. Nói xong hắn còn bỏ thêm từ giới hạn một lần. Được, ta nhớ kỹ. Diệp Tố nắm tay hắn dẫn hắn đi về khu vực chờ. Sau khi cả bốn trận của tám người thắng hôm qua kết thúc, thì mới có thể tiếp tục rút thăm cặp đấu tiếp theo. Tám người thua vậy mà lại đánh xong trước. đệ tử đối đầu nhan hảo và Ninh Thiển Giao thực lực không tính là quá mạnh chỉ có trận đánh của lữ cửu và hồng vĩnh giả là tốn không ít thời gian. hồng vĩnh giả xuất thân côn luân kiếm thuật tất nhiên không kém nhưng lữ cửu ở đối diện đã khắc sâu cảm giác đối với nguy hiểm vào trong cốt tủy hơn nữa trong thời gian qua còn được tân thẩm chi hướng dẫn đại kẻ điên chỉ điểm cho tiểu kẻ điên hiệu quả chỉ có thể bùng nổ nói ngắn gọn thì kiếm pháp của lữ cửu chính là điên pháp giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm hồng vĩnh giả làm gì đã gặp qua đấu pháp không thiết sống như thế tiết tấu của kiếm thuật bị quấy dày nhưng rất nhanh sau đó hắn liền thích ứng được bắt đầu có thể chế trụ được kiếm của lữ cửu chẳng qua thế trận cứ thế rằng co qua lại trên người của hai người đều đổ máu hắn cảm thấy không quá quen với cảm giác này trong khi lữ cửu ở đối diện lại càng lúc càng hưng phấn đồ điên hồng vĩnh giả quyết định thay đổi phương thức chiến đấu lấy kiếm làm phụ pháp khí làm chủ không ngừng thi triển các loại pháp khí về phía Lữ Cửu. Nếu Tân kẻ điên chỉ dùng kiếm là vì tính ám ảnh cưỡng chế của kiếm tu thì Lữ Cửu lại hoàn toàn không có suy nghĩ đó, nàng dùng kiếm chỉ đơn giản là vì nó dễ học nhất. Cả đêm ngày hôm qua Diệp Tố không ngủ, nàng vẽ không ít phù chú cho nàng, sáng sớm hôm nay Minh Lưu Sa cũng tặng vài kiện pháp khí. Hồng Vĩnh Giả dùng pháp khí thì Lữ Cửu cũng dùng pháp khí, chiêu chiêu đều ra còn nhanh hơn hắn không hề có chút chút chắc nào. Nếu muốn tranh hai vị trí 9, 10 thì bọn họ cần phải bảo tồn thể lực, không thể để bị thương quá nhiều. Nhưng lữ cửu quá điên, bức cho hồng vĩnh giả không còn cách nào khác phải dùng toàn lực, cùng lắm thì ăn đan dược hồi phục là được. Tuy nhiên Hồng Vĩnh Giả lại không thể nghĩ tới khi kiếm của hắn chém về phía cánh tay của Lữ Cửu thì nàng lại không tránh không trốn, cứ như vậy đón đầu sông tới. Kiếm chém vào cánh tay, Cảm giác lưỡi kiếm hằn vào máu thịt thông qua thân kiếm, truyền đến trôi kiếm, cuối cùng là lòng bàn tay của Hồng Vĩnh Giả. Loại cảm giác cắt vào huyết nhục này đối với kiếm tu như hắn mà nói không hề xa lạ, ngược lại rất quen thuộc. Chỉ là lưỡi cửu không như hắn nghĩ sẽ tránh đi mà lại xông tới, trong mắt của nàng ấy thậm chí còn mang theo hương phấn. Tình huống bất ngờ như vậy khiến cho Hồng Vĩnh Giả lúng cuống, hắn không khỏi suy nghĩ liệu nàng còn có hậu chiêu gì không. Lữ cửu chẳng có hậu chiêu gì cả, nàng chỉ là lựa chọn từ bỏ cánh tay. Ngay sau đó tung ra một luồng kiếm ý vững chắc đoạn tuyệt đường lui của Hồng Vĩnh Giả, đánh vào trên eo của hắn, khiến hắn ta nhất thời lảo đảo. Chính là hiện tại. Lữ cửu dường như không cảm thấy đau đớn, cũng dường như không phát hiện cánh tay của mình bị đứt rời đang nằm trên lôi đài. Một chân nàng đá vào đầu gối của Hồng Vĩnh Giả, đồng thời phi thân lên, lại một chân nữa đá vào cằm hắn, đá hắn bay khỏi lôi đài. Hồng Vĩnh Giả nhanh chóng quyết định dùng kiếm chống đỡ cơ thể lại, nhưng theo sát ngay sau đó Lữ Cửu lại bổ tới một kiếm. Hắn không thể nào không giơ kiếm lên đỡ, cả người cứ thế ngã xuống lôi đài. Mấu chốt là bản thân hắn là một kiếm tu vậy mà lại để kiếm rời khỏi tay. Các tu sĩ vây xem chung quanh đều không khỏi ồ lên, đặc biệt là các kiếm tu. Đối với kiếm tu thì việc kiên kỵ nhất chính là gãy kiếm, thứ hai chính là kiếm rời tay. Hai việc này sẽ cực dễ trở thành chướng ngại khó có thể vượt qua được của kiếm tu trên con đường tu đạo. Nhan Hảo vốn là muốn đi tìm du phục thời, khen biểu hiện xinh đẹp tuyệt vời của hắn trên lôi đài vừa nãy, nào ngờ vô tình lại nhìn thấy bộ dáng sinh mãnh của lữ cửu, chấn động đến độ sắp không nói nên lời. Người thiên cơ môn, thật đáng sợ lúc này lữ cửu mới tựa hồ nhớ tới cánh tay của mình bị chém đứt lìa lộn thân trở lại nhặt tay từ trên mặt đài đừng cọ tới cọ lui tân thẩm chi sách theo một y tu tiến vào nói với lữ cửu mau xuống dưới may tay lại ông đường đường là tân kẻ điên nứt tiếng tu chân giới vậy mà hiện tại lại trở thành nhân viên cấp cứu của mấy đệ tử y tu đứng bên cạnh lắc đầu thật là thế hệ sau còn điên hơn thế hệ trước Lữ cửu mất một lượng máu lớn, hoàn toàn chỉ dựa vào linh lực để chống đỡ. Sau khi vòng thi đấu này kết thúc, 8 người thua hôm qua nay chỉ còn 4 người cần phải tiếp tục chia cặp đánh, gồm có Nhan Hảo, Ninh Thiển Giao, Lữ Cửu và Lê Tự. Khi Nhan Hảo rút thăm thì không ngừng lẩm bẩm, đừng là Lữ Cửu. Đừng là Lữ Cửu. Nhan Hảo sau đó cẩn thận mở lá tham gia, nhìn thấy là Ninh Thiển Giao thì trong lòng lại thở dài một hơi nhẹ nhõm tuy rằng trước mắt Ninh Thiền Giao có vẻ là biến số lớn nhất. Lữ Cửu đối đầu với Lê Tự, sau khi hai trận này kết thúc thì hai người thắng sẽ đánh một trận cuối cùng định ra vị trí thứ 9 và thứ 10. Còn 8 vị trí đầu tiên thì Mai Cửu Nhân đã thua trong trận đấu với Cốc Lương Thiên Thế nên hắn, Liên Liên, Chu Vân cùng với Dịch Huyền đang tiến dai sẽ đánh với nhau để xác định vị trí thứ 5 đến thứ 8. Trước mắt tất cả mọi người đều tập trung về các trận để chọn ra ba người đứng đầu, ba người này không chỉ khác nhau về thứ hạng mà thời gian lưu lại luân truyền tháp cũng sẽ không giống nhau. Đại sư Huynh, bọn họ phải rút thăm rồi kìa. Mã Tổng thu siết chặt bả vai từ Trình Ngọc Khẩn Trương nói, mong là Diệp Tố và Du Phục thời ngàn vạn đừng rút chúng nhau. Từ Trình Ngọc cũng thay bọn họ khẩn trương không thôi nên cũng không so đó chuyện Mã Tổng thu nắm bả vai hắn lắc lắc, vận số của Du Công Tử hẳn là không quá tệ đâu diệp tố và du phục thời từng người bước lên rút thăm thế nhưng so với hai người bình thản thì mấy vị đệ tử ngô kiếm phái ở phía dưới chỉ đứng xem mà tim lại đập thình thịch du phục thời vừa bốc một lá thăm thì liền lập tức mở ra xem hắn nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó đọc ra cho diệp tố nghe lục trầm hàn ta đánh với hắn vừa hay diệp tố mở lá thăm của nàng cho hắn xem cốc lương thiên Lá thăm đối chiến của bốn người vừa ra thì các tu sĩ vây xem có người thất vọng, có người hưng phấn. Hai, ta muốn nhìn Phật tử Vạn Phật Tông đánh với Côn Luân Lục Trầm Hàn. Ta thấy bọn họ thắng xong trận này thì trận sau cũng sẽ gặp nhau thôi. Năm nay Thiên Cơ môn thật đúng là hắc mã, cho dù cả hai người đều thua thì ít nhất bọn họ cũng sẽ đoạt được vị trí đệ tam. Mà cũng chưa chắc là thua mà, hai đệ tử Thiên Cơ môn này trông đều rất lợi hại lợi hại được tới đâu chứ, Lục Trầm Hàn đã là hóa thần kỳ, Cốc Lương Thiên tuy tiến giai thất bại nhưng nhất định vẫn mạnh hơn so với nguyên anh hậu kỳ bình thường. Đáng tiếc là năm nay thượng khuyết tông chọc đầu, không có thu hoạch gì. Ngô kiếm phái tốt xấu còn có một đệ tử trong 10 người đứng đầu, với còn có một tịnh tông đệ tử thành tích cũng không tệ. Ai bảo đại đệ tử của Ngô kiếm phái quá xui xẻo, mới trận đầu tiên đã đụng phải Côn Luân Lục Trầm Hàn. Mọi người chung quanh nghị luận sôi nổi, Diệp Tố và Du Phục Thời đã bước lên lôi đài của mình. Đại bỉ năm nay rất thú vị. Cốc Lương Thiên chậm rãi bước từng bước lên lôi đài, cuối cùng đứng ở đối diện nhìn Diệp Tố, trên mặt vẫn mang theo nét trách trời thương dân đó, những người tiến vào trận chung kết đều là người mà ta muốn được giao thủ. Diệp Tố dương mắt nhìn hắn, nói một câu không ăn nhập gì, trước đó ta vẫn luôn cho rằng Vạn Phật Tông xem độ thế nhân là nhiệm vụ của mình. Cốc Lương Thiên lần chàng hạt, bên môi lộ ra ý cười nhạt, thế nhân khó độ, vạn Phật tông trước nay chỉ hướng về vạn Phật độ mình. "Vậy ư?" Diệp Tố thấp giọng nói, nhưng có người lại khăng khăng muốn độ người khác. Cốc Lương Thiên nghe Diệp Tố nói vậy thì không hiểu ý nàng là gì, chỉ đành hỏi, "Có đánh hay không?" Diệp Tố không trả lời, ngược lại lấy ra một quyển bút ký về pháp trận từ trong túi càn khôn, nói với Cốc Lương Thiên: Ta không quá am hiểu về pháp trận, chỉ học được hai ba cái, quyển pháp trận này của đồ thế tiền chỉ thích hợp với pháp tu đã có cơ bản. Đầu ngón tay của Cốc Lương Thiên thoát dừng lại, cái tên đồ thế nghe rất quen tai, một lát sau trong đầu hắn chợt lóe qua một cái tên trong niêm giám của tông môn. Đồ thế, Phật tử tốt nhất nhưng lại có niên hạn ngắn nhất của Vạn Phật Tông. Trên đài cao Tông chủ hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt xoay đầu nhìn tông chủ Nhạc Kỵ của Vạn Phật Tông, "Không phải mệnh đèn của đồ thế đã tắt rồi sao? Sao lại còn có một quyển bút ký pháp trận? Là bút ký hắn đã ghi lại trước khi chết trong bí cảnh sao?" Tông chủ Vạn Phật Tông cũng chẳng mảy may dao động khi nghe tin về đồ thế, ông ta lạnh nhạt nói, "Nghe nói lúc đó không chết, ở trong bí cảnh đã tu luyện đến hợp thể kỳ." Bất quá về sau khi gặp phải đệ tử Ngô Kiếm phái và Thiên Cơ môn thì thật sự đã chết. Ngô Nguyệt cảm thán, có thể ở trong hoang thành tu luyện lên đến được hợp thể kỳ, cũng là một thiên tài, đáng tiếc. Bất quá bộ dáng lạnh lùng này của tông chủ Vạn Phật tông thật đúng là không khiến người khác ngoài ý muốn, thần nữ đời trước là do một tay ông ta nuôi lớn, vậy mà khi tin tức nàng ta chết đi truyền ra ngoài ông ta cũng chẳng biểu hiện một chút đau lòng nào. Ngươi muốn dùng pháp trận đối phó ta? Trên mặt cốc Lương Thiên rốt cuộc cũng xuất hiện một chút biến hóa, hắn nhìn về quyển bút ký trong tay Diệp Tố, đồ thế là Phật tử kém cỏi nhất trong lịch đại Phật tử thần nữ, thiên phú của hắn về pháp trận ít đến đáng thương. Dùng pháp trận của hắn thì ngươi ngay cả cửa sổ để thắng cũng không có. Cốc Lương Thiên dừng một chút, bổ sung, đương nhiên, nếu dùng phù trận thì kết quả cũng không có gì khác. Thử xem Diệp Tố lật lật quyển bút ký, ghi tạc toàn bộ nội dung trong đó vào đầu, sau đó bỏ bút ký lại vào túi cản khôn. Cốc lương thiên nắm pháp trượng, dùng sức gõ xuống mặt đài một cái, pháp trượng đài sen cứ thế liền đứng thẳng trên lôi đài, hắn buông tay ra sau đó cuốn chàng hạt vào cổ tay, nhìn về phía Diệp Tố, trên mặt lại tiếp tục bày ra vẻ thương trời trách dân, ta độ thế nhân, thế nhân lại không nghe. Người độ thế nhân diệp tố tức đến phì cười có lẽ ta cũng có thể độ thử ngươi xem sao cốc lương thiên vung tay kết trận trong tư thái mang theo thiền ý kinh sợ nhân tâm diệp tố đồng dạng bắt đầu học kết trận so giữa hai người thì tất nhiên tốc độ kết trận của cốc lương thiên nhanh hơn hắn lập thành một trận hình tròn giữa không trung nhẹ tay đẩy một cái trận liền ập về phía diệp tố diệp tố nhanh chóng né tránh tay cũng không ngừng lại kết thành trận pháp. Trong giây phút nhìn cân treo sợi tóc nàng liền đẩy trận qua cốc lương thiên. Nhưng nàng không ngờ cốc lương thiên đang đứng ở phía xa đột nhiên chạy tới giờ tay điều hướng pháp trận vừa rồi, khiến nó một lần nữa xông về phía Diệp Tố. Hai trận đối trọi gay gắt, kết quả trận pháp của Diệp Tố bị đánh nát, nàng bị thương. Diệp Tố quỳ xuống một chân, tay trống trên mặt đất quay đầu phun ra một búng máu, vừa nhìn lại thì thấy mấy cái pháp trận lại được hình thành đang công kích về phía nàng. Ánh mắt của nàng không nhìn pháp trận mà ngược lại đang quan sát Cốc Lương Thiên. Thực chiến chính là cơ hội học tập tốt nhất, đặc biệt là Diệp Tố vốn không có hiểu biết cơ bản về pháp trận. Khi một lần nữa Cốc Lương Thiên đuổi theo đánh Diệp Tố đầy mình thương tích, hắn lúc này định kết một sát trận để giải quyết nàng thì bỗng nhiên lại phát hiện đối phương vốn đã ngã ngồi trên mặt đài lại bắt đầu làm ra động tác giống hắn như đúc cốc lương thiên có thể cảm nhận được linh khí xung quanh đang dao động giống hệt với dao động mà hắn tạo ra nàng ta học từ bút ký của đồ thế sao cốc lương thiên một lần nữa tăng tốc độ kết trận hắn muốn cho diệp tố kiến thức phật tử chân chính là như thế nào nhưng một điều mà không ai ngờ tới là tốc độ kết trận của diệp tố chỉ sau hắn một chút xíu siêu cơ hồ khi cốc lương thiên kết trận thành thì nàng cũng kết xong trận hai pháp trận gặp nhau giữa không trung cứ thế bị triệt tiêu. Diệp Tố lung lay đứng dậy, cái khác ta không biết, chỉ là rất biết học. Kế tiếp chỉ cần cốc Lương Thiên kết bất cứ trận gì thì Diệp Tố cũng liền sẽ kết thành trận y đúc, vô luận trình độ có phức tạp tới đâu thì nàng đều có thể bắt kịp. Tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ, ta thừa nhận, ta là một học tinh. Chương 121. Chia sẻ lôi kiếp quyển bút ký pháp trận của đồ thế tiền bối, Diệp Tố có hơn phân nửa xem không hiểu. Vừa may cốc lương thiên ở đối diện chính là một mô phạm có sẵn, vô luận là thủ pháp kết trận hay là tần suất của cơ thể mỗi lần chuyển động đều bị Diệp Tố học được 10 phân vẹn 10. Ngoại trừ diện mạo khác nhau thì Diệp Tố giống như là hình ảnh phản chiếu trong gương của cốc lương thiên vậy. Chuyện này khiến cho các tông chủ trên đài cao cùng với chúng tu sĩ vây xem bên dưới khiếp sợ không thôi. Đây là chuyện mà người có thể làm được sao? Nửa đầu trận vẫn còn là một gà mờ về pháp trận, bị cốc lương thiên quang qua quang lại như bao cát vậy mà hiện tại lại bỗng nhiên đứng lên, bắt đầu kết trận không khác gì với Phật tử. Nơi này của Diệp Tố có chút đáng sợ. Mã Tổng Thu vừa chỉ chỉ tay vào đầu mình vừa nói với Từ Trình Ngọc bên cạnh. Cho nên ta luôn rất tò mò vì sao nàng ấy không dùng kiếm. Từ Trình Ngọc sớm biết trình độ bắt chước học tập của Diệp Tố đã lên đến mức nghịch thiên, thậm chí còn không ít lần là kẻ tiếp xúc sau nhưng lại vượt trội so với những người khác. Điểm này có thể thấy được rõ ràng ở phương diện phù chú. Cũng vì tốc độ tiến bộ của Diệp Tố quá khoa trương nên Liên Liên và Trình Hoài An từ ban đầu là kinh ngạc rồi bị kích ra chiến ý, đến cuối cùng là tâm như nước lặng, quá trình này diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy hai năm ngắn ngủi. Tuy nhiên người bị đả kích mạnh nhất vẫn là cốc lương thiên trên lôi đài. Trong trận pháp nghịch chuyển ở cửa thứ hai hắn đã nhìn ra Diệp Tố không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới nàng ta có thể làm ra tới mức độ này. Hai người đứng trên lôi đài, từng pháp trận cứ thế được song song kết thành, đánh vào nhau lại bị triệt tiêu. Cốc lương thiên rốt cuộc dừng tay, hắn không muốn để đối phương học hết trận pháp của vạn Phật Tông. Người cũng đủ lợi hại. Cốc Lương Thiên thừa nhận, hắn nhìn thẳng Diệp Tố, ánh mắt lãnh đạm, bất quá đến đây được rồi. Hắn nắm lấy tứ lang đài sen pháp rượng gõ một cái thật mạnh xuống mặt đài, trận quang trong nháy mắt tỏa ra, cùng lúc đó hắn tung chàng hạt lên không chung, một tay thực hiện thủ quyết nhanh như chớp để kết trận. Chàng hạt trong nháy mắt liền biến lớn, cơ hồ khoanh lại toàn bộ lôi đài. Diệp Tố cảm nhận được linh khí xung quanh có dấu hiệu phiêu đãng chậm lại, Phần lớn linh khí đang đổ về phía Cốc Lương Thiên. Trận giới, tông chủ Ngô Kiếm phái Chu Kỳ nhìn Cốc Lương Thiên trên lôi đài nói, khó trách hắn được tuyển làm tân Phật tử. Ở tu chân giới chỉ có đại năng mới có thể sáng lập giới, cho dù là các đại tông chủ cũng không thể tùy tiện có thể lập được vì nó sẽ cần tiêu hao một lượng linh lực cực lớn. Trận giới là trận pháp độc môn của Vạn Phật Tông, có dính từ giới, biểu thị nó có chút tương tự với giới. Đây là loại trận dùng Tứ Lăng Đài Sen Pháp Trượng khóa đất, chàng hạt khóa trời, tạm thời hình thành một giới độc lập. Giới này sẽ chịu khống chế của pháp tu thi triển ra nó, là vương trong giới, một khi đối thủ rơi vào trận giới thì thực lực sẽ bị suy yếu cực lớn. Ta cược Diệp Tố sẽ đoạt được hạng nhất. Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, tiểu cô nương nhất định phải thắng. Các tông chủ khác đều quay đầu sang nhìn bà tông chủ thượng khuyết tông lộ ra một vẻ mặt không hiểu nổi hỏi, ngài cược diệp tố. Đây là nước đi độc lạ gì? Các tông chủ khác nếu nổi hứng muốn cá cược thì một là cược đệ tử của mình tháng hai là cược người có tiềm lực nhất trong đại bỉ năm đó. Diệp tố. Năng lực cũng khá tốt, nhưng cũng không đến mức khiến tông chủ một đại tông đặt cược. Thật ra là muốn đặt du phục thời cơ. Ngô tông chủ thở ngắn than dài, hắn là đệ tử đẹp nhất các kỳ đại bỉ từ trước đến nay đấy quả nhiên hợp hoan tông vẫn là hợp hoan tông các tông chủ khác trợn mắt không thể nói nổi quay đầu lại tập trung vào các trận bên dưới chỉ có chu kỳ ngồi ở bên cạnh ngô nguyệt hơi đổi tư thể tay chống lên bàn trà thấp giọng hỏi sao bà lại sửa thành cược diệp tố ta nghĩ du phục thời và diệp tố vạn nhất đụng nhau ở trận chung kết thì du phục thời nhất định sẽ không đánh ngô nguyệt khẳng định chắc nịch chu kỳ hiểu rõ đúng là có khả năng rất cao lúc này diệp tố đã hoàn toàn rơi vào trong trận giới của cốc lương thiên nàng lại bắt trước theo hắn kết pháp trận chỉ là cốc lương thiên chỉ lắc đầu một cái thì pháp trận đó chợt biến mất tựa như chưa từng tồn tại sau đó cốc lương thiên lại kết một cái pháp trận khi trận thành hắn giang rộng tay sang hai bên một sinh hai hai sinh bốn bốn cái pháp trận theo bốn hướng khác nhau khóa Diệp Tố lại ở bên trong. Diệp Tố chỉ còn cách né tránh khắp nơi, trong một khoảnh khắc không phản ứng đủ nhanh nàng bị một đạo pháp trận đánh trúng, nửa quỳ trên mặt đài, nàng nuốt xuống búng máu đang tràn lên từ ít hầu, ngẩng đầu nhìn đối phương, giới. Ánh mắt không tồi, cốc lương thiên nắm pháp trượng từng bước đi về phía Diệp Tố, trận giới cũng không ngừng co rút lại theo từng bước chân của hắn, tất cả uy áp toàn bộ chút xuống người diệp tố muốn nghiền nát sống lưng của nàng để nàng triệt để không ngóc đầu lên được thú vị diệp tố gian nan đứng lên uy áp của trận giới quá mức cường đại khi nàng đứng lên thì rõ ràng nghe được thanh âm đứt gãy của xương cốt linh lực được vận chuyển khắp nơi trong cơ thể để chữa trị lại gãy lại chữa mãi đến lúc diệp tố hoàn toàn đứng lên tân thẩm chi đứng từ xa quan sát tình hình trên lôi đài không hỏi nhe răng nhăn mặt thế hệ này xác nhận điên không đỡ nổi khi thấy diệp tố đã đứng lên cốc lương thiên liền bước tới nhanh hơn lạnh nhạt nói đây là trận giới của ta dãy rụa vô ích diệp tố thò tay vào túi càn khôn ở bên hông vậy sao ta đây cũng thử một chút nàng lấy ra tứ lăng địa tạng pháp trượng phát hiện trong tiểu bí cảnh lúc trước lực lượng ẩn chứa trong thứ này to lớn bằng bạc diệp tố chưa từng lấy ra bao giờ trên đài sen đen nhánh trên đầu thanh pháp trượng tứ lăng địa tảng có một đóa địa huyễn liên đang lơ lửng trong nháy mắt diệp tố gõ nó xuống đất thì cốc lương thiên lập tức liền pháp hiện linh khí lưu động trong trận giới như bị một cái gì đó lôi kéo lâm vào thế rằng co các tu sĩ bên dưới ngạc nhiên ồ lên cô ta cũng có pháp trượng đài sen không hổ là xuất thân từ tông môn luyện khí sao ta cảm giác pháp trượng trong tay Diệp Tố còn tốt hơn pháp trượng của Phật tử vạn Phật Tông vậy? Diệp Tố cầm pháp trượng, khi nàng truyền thần thức vào trong đài sen thì cảm giác có gì đó khác thường nhưng lúc này trong lòng nàng có một suy nghĩ là phá vỡ pháp trận của cốc lương thiên, thắng hắn. Nàng không có chẳng hạt nhưng tứ lăng địa tạng pháp trượng mạnh hơn pháp trượng của cốc lương thiên quá nhiều. Hai tay Diệp Tố kết trận giống với thủ pháp của cốc lương thiên lúc nãy, một luồng ánh sáng đen bắt đầu chuyển động xung quanh đài sen tứ lăng địa tạng pháp trượng, địa huyễn liên chậm rãi mở ra. Cốc lương thiên nhận thấy trận giới của chính mình đang dần mất kiểm soát, hắn lại một lần nữa tăng tốc độ bước chân, muốn hoàn toàn áp chế diệp tố, nhưng muốn dồn tất cả lực lượng trong trận giới áp lên người đối phương cũng cần một đoạn thời gian. Khi hắn chỉ còn cách vài bước là thành công thì trận của Diệp Tố đã hoàn thành. Hắc quang của Tứ Lăng Địa Tạng Pháp Trượng tỏa ra bốn phía, cuối cùng phá vỡ trận giới của Cốc Lương Thiên. Tràng hạt vốn biến lớn bao lấy lôi đài trong nháy mắt đứt đoạn, các hạt châu khôi phục kích thước ban đầu, rơi đầy xuống đài. Trên đài có một tông chủ trong mắt cực nhanh xẹt qua dị sắc. Đó là đồ vật của Vạn Phật Tông ta. Tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Tứ Lăng Địa Tạng Pháp Trượng trong tay Diệp Tố. Sao lại là đồ vật của quý phái?" Tông chủ Ngô Kiếm phái nhìn qua nói, "Nhạc tông chủ, nếu ta đoán không sai thì pháp trượng đó hơn phân nửa là cơ duyên mà Diệp Tố đã gặp được trong bí cảnh nào đó. Tiểu cơ nương chưa bao giờ đi qua địa phận của Vạn Phật Tông." Tông chủ Vạn Phật Tông một lần nữa ngồi xuống, bình tĩnh lại nói, "Ta nói vậy là vì pháp trượng Đài Sen toàn thân đen tuyền đó là pháp trượng mà các Phật tử bổn tông đã dùng trước thần vẫn kỳ." chẳng qua về sau nó đột nhiên biến mất không thấy nữa nên mới đổi thành pháp trượng bạch ngọc. Nếu hiện giờ nó đã rơi vào trong tay của Diệp Tố thì đã thuộc quyền sở hữu của tiểu bằng hữu. Phong Trần Đạo Nhân khuyên nhủ, nếu nhạc tông chủ muốn lấy về thì có thể hỏi Diệp Tiểu hữu. nếu con bé chịu thì có thể lấy một thứ gì khác để đổi. Tông chủ vạn Phật Tông gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong mắt lộ ra ý nhất định phải lấy bằng được. Trên lôi đài, Diệp Tố nhìn cốc lương thiên nói, ta học cũng được kha khá rồi, kế tiếp tới lượt ngươi thử xem pháp trận của đồ thế tiền bối chứ nhỉ. Bắt trước, học hỏi, học một biết mười. Từ sau khi đứng trên lôi đài thì Diệp Tố chưa từng dừng việc tự suy ngẫm, thần thức trong linh phủ hóa thành người tí hon mang bộ dáng của Diệp Tố, không chỉ một mà nàng tạo hẳn ra mười Diệp Tố tí hon, lơ lửng bên trên thức hải, mười Diệp Tố này không ngừng nhớ lại nội dung trong bút ký của đồ thế tiền bối học tập kết trận, một lần lại một lần. Pháp trận mà mỗi Diệp Tố mini học đều không giống nhau, còn bản thân Diệp Tố thì vẫn luôn học tập pháp trận của Cốc Lương Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên lôi đài, mọi người chỉ thấy nàng học theo Cốc Lương Thiên, không một ai biết rằng trong linh phủ của Diệp Tố còn có 10 Diệp Tố khác cũng đang đồng thời học pháp trận. Diệp Tố dựng Tứ Lăng Địa Tạng Pháp Trượng đứng bên người, sau đó khẽ nhắm mắt. Giờ khắc này mười diệp tố tí hon trong linh phủ đồng thời hành động theo diệp tố, hai tay trụm lại, khởi trận, sau đó hai tách ra, thoăn thoát họa trận, kết trận. Pháp trận của đồ thế vô cùng thô bạo, sát ý nồng đậm, thậm chí giữa trận còn ẩn chứa lực lượng gông cùm xiềng xích cuồn cuộn. Trận vừa khởi thì cốc lương thiên liền cảm nhận được một cổ sát ý đổ ập xuống người hắn khiến người hít thở không thông. Hắn đồng thời cũng nhanh chóng kết trận, chuẩn bị chống đỡ, ánh mắt không cách nào khống chế được mà dõi theo xem Diệp Tố kết trận, theo bản năng muốn học theo nàng. Chẳng qua với pháp tu có căn cơ tốt như hắn thì học thủ thế lập trận không khó, chỉ khó ở chỗ liên kết linh khí vào pháp trận thì cần phải làm nhiều lần mới có thể hoàn toàn thành công. Tất nhiên Diệp Tố không cho hắn thời gian đó, pháp trận của nàng đã thành, nàng tung nó lên không trung, khi nó rơi xuống thì áp thẳng xuống đỉnh đầu Cốc Lương Thiên cốc lương thiên dơ pháp trận trong tay lên chống đỡ nhưng mà không kiên trì được bao lâu thì pháp trận trong tay liền nát pháp trận của diệp tố cứ thế ập xuống đầu hắn cốc lương thiên tránh né không khỏi bị thương nghiêm trọng lập tức phun ra một búng máu hắn ôm ngực chậm rãi ngồi dậy ngươi được lắm đây chỉ là một trong số các pháp trận của đồ thế tiền bối thôi diệp tố khí định thần nhàn nhìn hắn ta vẫn còn nhiều lắm để ngươi từ từ trải nghiệm. Cốc lương thiên chật vật đứng lên, linh khí xung quanh hắn chợt biến đổi, không ít mây đen đột nhiên kéo đến bên trên lôi đài. Từng cụm mây đen cuồn cuộn tụ tập lại cực kỳ mau, tình huống này mọi người không thể nào quen thuộc hơn dược nữa, bởi vì cách đó không xa dịch huyền vẫn còn đang chắn lôi kiếp tiến dai, vì thế các lôi đài khác đều đã rời ra xa không ít. Lúc này chủ động tiến dai lên hóa thần kỳ. Lá gan của Phật tử không khỏi quá lớn rồi, lần trước đã thất bại một lần, lần này mà vẫn thất bại thì sợ tâm cảnh của hắn sinh ra vấn đề không nhỏ đâu. Sai rồi, lôi kiếp rất nhanh sẽ giáng xuống, Diệp Tố lại không thể rời đi. Một chiêu này của Cốc Lương Thiên tàn nhẫn thật sự, hơi nữa hắn còn rất có kinh nghiệm, canh chuẩn thời gian để lôi kiếp tới. Quả nhiên lôi kiếp không bao lâu sau liền giáng xuống, Cốc Lương Thiên chạy ngay về phía Diệp Tố hắn như là một cây thu lôi hình người, đi đến đâu xét đánh xuống tới đó. Thế trận lôi kiếp của hóa thần kỳ tuyệt đối không nhỏ, chỉ sau vài đạo lôi thì kết giới xung quanh lôi đài đã vỡ nát, các tu sĩ vây xem sớm đã dịch chuyển đến chỗ rất xa. Lôi đài không tính là nhỏ nhưng lôi kiếp vừa đánh xuống thì tức khắc liền cảm giác khu vực có thể chạy trốn không có bao nhiêu. Diệp tố tránh tới tránh lui, dựa vào pháp trận và phù chú để chống đỡ lôi kiếp của thiên đạo nhưng hiển nhiên là chẳng thấm vào đâu. So với diệp tố chật vật thì cốc lương thiên với các pháp khí tránh lôi đã chuẩn bị tốt trước đó nhẹ nhàng hơn không ít. Tu chân giới phải tuân theo pháp tắc của thiên đạo, không thể tùy ý phá việc tiến giai của người khác, nếu không tương lai khi bản thân tiến giai cũng sẽ chịu nghiệp cuộc tương ứng. Việc này đồng nghĩa Diệp Tố không thể tùy tiện ra tay với cốc lương thiên, nhưng hiện tại nếu nàng rời khỏi lôi đài thì tương đương với việc tự động nhận thua còn ở lại thì chỉ có một con đường bị thiên lôi nướng khét diệp tố nghĩ đến đây dứt khoát đứng lại xoay người nhìn cốc lương thiên người vì thắng mà bất chấp thủ đoạn như vậy luân chuyển tháp quan trọng như thế nào xem ra người còn chưa rõ cốc lương thiên khởi động một kiện pháp khí ngăn cản tia xét vừa đánh xuống đấy nó về phía nàng tia xét thế mà thật sự chuyển hướng bổ xuống Diệp Tố. Diệp Tố cũng không né, tùy ý để tia sét đó đánh trúng, trong nháy mắt nàng liền bị đánh đen thui như cây cột nhà cháy. Có một chuyện ngươi hình như cũng không biết rõ. Nàng lau mặt qua loa nói, cái nét không từ thủ đoạn của ngươi, ta cũng muốn học. Cốc Lương Thiên sửng sốt, bỗng nhiên sinh ra dự cảm bất hảo. Diệp Tố ngửa đầu nhìn lên trời, mây càng lúc một đen kịt. Bầu trời giống như một mặt hồ nước đen, có thể nhỏ giọt bất cứ lúc nào, lôi kiếp mà ngươi cũng muốn chia cho ta, vậy lôi kiếp của ta làm sao ta có thể ích kỷ mà không chia cho ngươi được. Nàng thật sự muốn nhìn xem, lôi kiếp của Cốc Lương Thiên Mạnh hay lôi kiếp của nàng mạnh. Tác giả có lời muốn nói. Lôi kiếp, ta là hàng mua một tặng một a. À. Chương 122. Tụ lôi lúc này mây đen không chỉ kéo đến trên lôi đài của bọn họ mà đã bắt đầu phủ xuống cả sân thi đấu trong nháy mắt trời liền tối đen thế trận lôi kiếp tại sao lại đột nhiên biến lớn như vậy chắc là vì trong lôi kiếp có nhiều thêm một người lúc này một đạo lôi còn thô to hơn vừa rồi mấy lần lập lòe ánh sáng tím bổ thẳng xuống người diệp tố mỗi lần bổ xuống là trên lôi đài lại nhiều thêm một cái hố một màn này không thể nào quen mắt hơn như là tái hiện lại một lần nữa. Cao xanh ơi, thì ra Diệp Tố cũng tiến dai lên hóa thần. Có một tu sĩ tinh mắt hô to. Chạy mau. Hai kẻ điên. Các tu sĩ vốn dĩ đã cách rất xa nay lại như thấy hồng thủy mãnh thú mà lũ lượt lui về sau nữa. Lui đến rất xa, mãi đến khi nằm ngoài phạm sáu của mây lôi kiếp mới dừng lại. Tình thế trên lôi đài chợt đảo ngược, Diệp Tố bắt đầu đuổi theo cốc lương thiên nàng không chỉ muốn cho hắn cùng bị thiên lôi đánh mà còn muốn hưởng ké pháp bảo tránh lôi của hắn. Các đại tông chủ ngồi trên đài. Trước tiên khiến các đệ tử khác tạm dừng đối chiến, rời khỏi sân thi đấu. Phong Trần Đạo Nhân đứng dậy quyết đoán nói. Tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ phi thân xuống, cầm kiếm chém xuống một đường vào khoảng không giữa hai lôi đài của Dịch Huyền và Diệp Tố, dựng lên một kết giới, khiến ba người tách ra, không lẫn vào nhau còn hai người bên này đang quậy với nhau ông bó tay không cứu được các đạo lôi cứ liên tục giáng xuống ầm ầm lôi đài dưới chân họ đã bị đánh nát nhừ cũng may lúc trước một chiêu của du phục thời quá mức cạn lời lão nhân tóc nâu ngay lập tức không cho phép bất cứ ai về sau làm giống như vậy nữa chỉ cần bản thân vẫn còn ở phạm sáu của lôi đài thì chưa tính là thua từ Trình Ngọc vốn đang ngồi trên ghế lúc này cũng không nhịn được mà gắng gượng đỡ thành ghế đứng lên nhìn hai người trên lôi đài, hắn lắc đầu nói, chưa cần nói tới kết quả trận này, chỉ nói đến lần tiến giai này thôi thì Cốc Lương Thiên cũng đã ăn đủ mệt. Cốc Lương Thiên nếu có thể nhanh như vậy một lần nữa thăng lên cảnh giới hóa thần kỳ thì rõ ràng chứng minh hắn có cơ hội thành công rất lớn, tuy nhiên hiện tại lại đụng phải trận lôi kiếp của Diệp Tố, thành thế khoa trương như thế thậm chí ẩn ẩn cảm giác được lôi kiếp của hắn giáng xuống cũng có chút run rẩy. Lôi kiếp là một thứ khá xấu diệu, bị đánh mạnh quá sẽ thân vẫn đạo tiêu, hồn tan vào thiên địa, nhưng nếu đánh thiếu thì cảnh giới sẽ tăng nửa vời, năng lực sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá lôi kiếp của Diệp Tố xác thực quá là khủng bố, không biết nàng ấy có chịu được không? Lúc này Cốc Lương Thiên đang làm mọi cách để tránh Diệp Tố, tình huống trước mắt nghịch chuyển chỉ trong giây lát khiến suy nghĩ của hắn như đơ ra, không phản ứng lại kịp. Hắn không cách nào lý giải được vì sao Diệp Tố đến cả lôi kiếp hóa thần kỳ cũng có thể học. Ai cũng bị xét đánh, đồng bệnh tương liên mà thôi. Diệp Tố dán tật tốc phù lên người, đuổi theo cốc lương thiên nói, hỗ trợ lẫn nhau chút nhé, ta thay ngươi chắn lôi của người, ngươi cũng phải trả lễ thay ta chắn lôi của ta mới phải phép chứ hả. Cốc lương thiên. Lan. Kiện pháp khí tránh lôi lợi hại nhất trong tay hắn chỉ vì nhất thời không phản ứng kịp. Bị Diệp Tố lợi dụng dùng ké hai lần liền trực tiếp vỡ nát. Chủ ý này là do Phật tử ngươi bày ra. Diệp Tố mỉm cười nhưng đến khi thấy hàm răng trắng nhe ra cốc lương thiên mới phân biệt được nàng đang cười trên khuôn mặt không khác gì lò than đó. Không nhân lúc còn nóng mà áp dụng ngay thì tiếc lắm. Cốc lương thiên nghe xong thì máu sắp tràn lên cuống họng. Tuy nhiên hắn cũng không có thời gian để phản bác, hắn hiện tại vừa phải chống đỡ lôi kiếp của bản thân, vừa phải ngăn chặn không cho Diệp Tố liên lụy. Tuy nhiên diện tích lôi đài cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi, tốc độ di chuyển của nàng ta lại mau khiến hắn đỡ trái hở phải. Huyền Thiên Lôi trên không trung dường như đã mất kiên nhẫn, nó đã bổ vài lần mà Diệp Tố vẫn còn tung tăng nhảy nhót, lần này nó dứt khoát bổ xuống một lần ba đạo lôi, còn chia ra các phương hướng khác nhau vốn là nó chỉ muốn chặn đường một mình Diệp Tố mà thôi. Kết quả nhốt luôn cốc lương thiên ở bên trong. Lúc này một đạo lôi hóa thần bình thường cũng do dự đánh xuống tới. Cốc lương thiên theo bản năng lấy ra pháp bảo tránh lôi, chuyển hướng nó sang Diệp Tố. Diệp Tố bị bổ trúng, nhưng trình độ này thì không thấm thía gì so với huyền thiên lôi đánh nàng lần đầu tiên. Nàng bị đánh cũng thành quen rồi. Theo sát sau đó có một đạo huyền thiên lôi cực to lập lòe ánh tím đang muốn đánh Diệp Tố, nhưng giữa đường lại bị hóa thần lôi bình thường mê hoặc, cho rằng Cốc Lương Thiên mới là người nó muốn đánh, lập tức giáng thẳng xuống đầu hắn, mang theo sát ý của thiên đạo. Cốc Lương Thiên cả kinh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn đem ra tất cả pháp bảo tránh lôi mà hắn có, dù vậy nhưng những pháp bảo đó đều bị phế đi trong nháy mắt, tia lôi còn dư lại đánh lên người hắn, khiến hắn trực tiếp quỳ xuống, đầu gối nện xuống đất một tiếng cốp, thật mạnh, tạo ra hai vết lõm sâu hoắm. Cốc lương thiên không ngờ rằng huyền thiên lôi này lại lợi hại như thế. Mặc dù phần lớn đã bị pháp bảo chặn lại nhưng uy lực còn sót lại gần như ngang bằng với đạo thiên lôi hóa thần của hắn. Tay hắn che lại ngực, không cách nào nhịn được mà phun ra một búng máu to. Lão tử đã hợp thể kỳ lâu như vậy mà còn chưa bao giờ gặp qua huyền thiên lôi lợi hại như thế. Ngay cả tân thẩm chi đứng ngoài xem cũng đều chấn động tuy nói lôi kiếp là trừng phạt của thiên đạo giáng xuống nhưng nói chung vẫn thiên về rèn luyện tu sĩ khiến cho tu sĩ chứng minh mình đủ điều kiện để tiến giai trận lôi này rõ ràng là muốn đánh cho diệp tố hoàn toàn tan thành cát bụi không ngờ thiên phú của con bé mạnh đến biến thái như vậy tân thẩm chi gãi gãi đầu tóc rối bù của mình lại nhìn sang bảo bối đồ đệ của mình đã sắp kết thúc lôi kiếp hóa thần ông bỗng nhiên hiểu được vì sao đồ đệ vẫn luôn trầm mặc ít nói bên trên có một đại sư tỷ lợi hại như vậy áp đầu, ai cũng sẽ trầm mặc mà thôi. Diệp Tố mới bị xét đánh xong, vừa quay đầu liền thấy cốc lương thiên cũng đã đen thui như nàng, còn quỳ dạp xuống đất, miệng phun máu tươi, không khỏi lắc đầu nói, Phật tử vừa rồi quá khiêm tốn rồi, này còn không phải là đang độ ngươi sao? Không biết có phải vì lời của nàng hay không nhưng cốc lương thiên vừa nghe Diệp Tố nói thì đột nhiên lại hộp ra thêm một ngụm máu từ bỏ trận này, mau rời khỏi phạm sáu lôi kiếp của nàng ta. Tông chủ vạn Phật Tông truyền âm cho cốc lương thiên, muốn hắn rời đi, cứ chịu như vậy thì không những không thắng được thi đấu mà ngay cả tiến giai cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong mắt cốc lương thiện hiện lên một tia không cam lòng, tuy nhiên cuối cùng vẫn là sợ quá trình tiến giai của bản thân xảy ra vấn đề, tay hắn nắm chặt pháp trượng, gắng gượng đứng lên, muốn rời khỏi đây. Ngươi phải đi à? diệp tố ngăn cản trước mặt hắn bày ra bộ dáng hiếu khách không ở thêm một chút nữa sao lôi này khá tốt đấy nàng quen làm đại sư tỷ trong lời nói cử chỉ lúc nào cũng phảng phất mang theo sự chân thành tha thiết lời nói của nàng hiện tại biểu tình của nàng hiện tại nếu đổi một hoàn cảnh khác thì một người xa lạ sợ là sẽ thật sự cho rằng nàng thật có ý tốt nếu thật sự tốt như vậy cốc lương thiên vừa mở miệng thì máu tươi lại trào ra hắn giơ tay lên quẹt đi ngươi tự mình hưởng đi diệp tố đứng ở trong một hố sâu giữa lôi đài thu hồi tất cả biểu tình trên mặt kém cỏi ngươi nói cái gì cốc lương thiên đột nhiên quay đầu nhìn nàng ta nói ngươi là đồ kém cỏi diệp tố mặt vô biểu tình nhìn hắn không xứng với danh hiệu phật tử cốc lương thiên dừng bước có ý muốn quay trở lại đi nhanh ra khỏi đó Đừng để bản tông chủ nói lần thứ hai. Thanh âm của nhạc kỵ một lần nữa truyền vào trong đầu cốc lương thiên, hắn siết chặt tay, một lát sau, lưu lại một câu mới rời đi, chờ người tiến giai thành công thì nói những lời này cũng không muộn. Lôi kiếp của cốc lương thiên cũng rời đi theo hắn, vừa tách ra với lôi kiếp của Diệp Tố thì rõ ràng có thể thấy được bộ dáng của nó kém hơn ban đầu rất nhiều, mất đi không ít uy lực việc này đối với tu sĩ đang tiến giai mà nói không phải là một chuyện tốt. Ngược lại bên Diệp Tố thì không có gì khác, ánh sáng trắng tím thay phiên lóe lên, hiển nhiên vẫn còn thiên lôi đang sẵn sàng giáng xuống. Trong phạm sáu lôi đài hiện tại chỉ còn lại một mình Diệp Tố, đại sư tỉ thở dài trong lòng, song đời. Nàng không có bất kỳ kiện pháp khí tránh lôi nào, lúc trước nàng vẫn luôn cố gắng ép cảnh giới lại, sợ lôi kiếp hóa thần kỳ tới, lần này hoàn toàn là bị cốc lương thiên bước vào đường cùng diệp tố ngửa đầu nhìn mây lôi kiếp trên đầu tay sở túi càn khôn muốn nhìn thử xem có pháp khí nào có thể dùng tạm hay không kết quả tu sĩ nghèo chính là tu sĩ nghèo ngoại trừ một đống tài liệu luyện khí còn chưa được sắp xếp gọn gàng thì nàng căn bản chẳng có pháp khí phòng hộ nào cả luyện khí diệp tố bỗng nhiên cúi đầu nhanh chóng đổ ra đống tài liệu trong túi càn khôn nàng là một luyện khí sư không có pháp khí thì có thể tự mình luyện. Vì thế, trước bao con mắt đang nhìn chằm chằm, Diệp Tố chọn ra tài liệu mình cần, bắt đầu luyện chế pháp khí. Chọn cách này tất nhiên tràn ngập gian khổ, mỗi khi một đạo thiên lôi giáng xuống thì Diệp Tố chỉ có cách ôm tài liệu trốn, trốn không được thì ngồi yên chịu bị đánh, đánh đến người đen xương nứt, linh lực điên cuồng vận chuyển đến khắp người để chữa trị, linh thạch trong tay nàng cũng dần dần dùng hết vài đạo huyền thiên lôi loại thường đánh không chết người đánh xong. Đám mây lôi kiếp tuy rằng vẫn còn lóe đến đáng sợ nhưng lại ngừng một khoảng thời gian không đánh tiếp. Là chuyện tốt nhưng cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Điều này có nghĩa đám mây lôi kiếp đang tập trung tất cả lực lượng để dồn xuống một kích cuối cùng. Đánh xong hẳn là sẽ kết thúc. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc nếu Diệp Tố không chống chịu được một kích này thì nhẹ là sẽ tiến dai thất bại. Giống như cốc lương thiên lần trước, nặng thì sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Diệp Tố đang chạy đua với thời gian để luyện hóa tài liệu, căn bản không để ý đến biến hóa trên không trung. Tay trái nàng triệu hồi ra linh hỏa luyện hóa tài liệu, tay phải phóng thích linh lực không ngừng khắc phù trận. Phù trận này là nàng lấy linh cảm cải tạo từ tụ linh trận, tụ linh, vậy có phải cũng có thể tụ lôi hay không? Có thể tụ tức có thể thu. Diệp Tố đang làm một chuyện cực kỳ lớn mật, nàng đang muốn ngay tại chỗ luyện chế ra một pháp khí có thể thu lôi. Có thể thành công hay không vẫn chưa rõ, nhưng hiện tại trong linh phủ của Diệp Tố thì 10 Diệp Tố tí hơn đang cực kỳ bận rộn phối hợp tài luyện. Giai cấp vô sản như nàng tất nhiên là không có nhiều tài liệu để thử nghiệm, chỉ có thể dựa vào ký ức về tính chất của tài liệu trong thức hải, dùng thần thức tạm hóa thành tài liệu để phối thử. Nàng ta đang làm cái gì vậy? Nhìn sơ hình như là đang luyện khí luyện khí vào lúc này điên thật rồi chắc có lẽ là vì cảm thấy bản thân không thể vượt qua trận lôi kiếp này muốn luyện một kiện pháp khí cuối cùng mây lôi kiếp bên phía dịch huyền đã biến mất hắn đã tiến giai thành công lên hóa thần kỳ dịch huyền mở mắt ra tay hơi hơi động liền có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm trong linh phủ cảm giác hoàn toàn khác so với nguyên anh hậu kỳ hắn thậm chí cảm thấy cho dù để hắn đối đầu cùng lúc mấy chục nguyên anh cũng có thể toàn thân mà lui được. Đây chính là cảm giác nắm giữ sức mạnh áp chế. Nhưng khi hắn nhìn sang bốn phía thì lại phát hiện toàn bộ sân thi đấu vẫn đang bị mây lôi kiếp bao phủ. Đây không phải là mây lôi kiếp của hắn. Dịch huyền xoay người lại thì liền thấy được Diệp Tố đang đứng ở trung tâm của đám mây, chung quanh không có một bóng người, đại sư tì. Đồ đệ, qua đây. Tân thẩm chi ngoắc tay kêu hắn đi qua. Nhị sư phụ, đại sư tỷ của con. Dịch huyền điểm mũi chân, phi thân qua hỏi. Tiểu cô nương cũng đang tiến dai. Tân thẩm chi vò mạnh đầu tóc vốn đã như tổ chim của mình. Cốc lương thiên chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tầm mắt của dịch huyền rừng trên người cốc lương thiên đang ở chỗ khác bên ngoài sân thi đấu. Hắn đang chống đỡ thiên lôi, nhưng rõ ràng mây lôi kiếp trên đầu Diệp Tố như là đang ấp ủ một cái gì đó rất khủng khiếp. Ánh mắt của mọi người đều đang tập trung nhìn Diệp Tố không chớp mắt, chỉ thấy được tài liệu đều đã được nàng luyện hóa xong, đã bắt đầu luyện chế ra pháp khí. Đó là một cái bình miệng tròn cổ thắt, thân bình dài và tròn. Diệp Tố vẫn đang chăm chú vẽ phù trận, thậm chỉ còn thêm cả pháp trận, chỉ cần là thứ nàng có thể nghĩ đến thì nàng đều cho lên bình. Trong các tu sĩ vây xem có không ít luyện khí sư, đệ tử Trảm Kim tông, đệ tử Phá Nguyên môn, còn có Thiên Cơ môn Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ đều có mặt. Tất cả đều nhìn trợn mắt há mồm. Chỉ có tông chủ của Trảm Kim tông, Phá Nguyên môn cùng các trưởng lão thầm có phán đoán. Nhưng cơ hồ đều có cùng một suy nghĩ, không thể nào. Chương 123. Tụ Lôi Bình cả bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có khi trong các tầng mây cuồn cuộn lóe lên ánh sáng của lôi kiếp thì mọi người mới có thể thấy được Diệp Tố giữa sân thi đấu. Tay nàng đang cử động thoan thoát khiến mọi người không nhìn được rõ nàng đang làm cái gì. Ánh sáng của linh hỏa và linh lực tương giao dệt thành một trùng sáng yếu ớt giữa không gian tối tăm. Mọi người chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được linh khí quanh thân Diệp Tố đang bạo động, ồ đổ về phía nàng. Lôi điện lại chớp lóe nhưng không hề có bất kỳ thanh âm nào, điều này ngược lại càng khiến cho bầu không khí trở nên ngưng động, bất an, không ai biết được một kích cuối cùng khi nào sẽ giáng xuống. Pháp khí của đại sư tỷ sao còn chưa luyện thành vậy? Tây Ngọc đứng ở đằng xa nôn nóng nhìn lên sân thi đấu, thậm chí đến cả tóc bị rối cũng không thèm quan tâm, chiếc gương nhỏ trong tay cũng sắp bị bóp nát. Không giống với mọi người xung quanh, ba người thiên cơ môn đều biết Diệp Tố nhất định sẽ không ở thời khắc mấu chốt làm chuyện vô ích, tỷ ấy quyết định luyện khí lúc này nhất định là có nguyên nhân nào đó. Hẳn là sắp xong rồi. Minh Liêu Sa phát hiện tốc độ tay của Đại sư Tỷ đã dần chậm lại. Đại sư Tỷ nhất định sẽ thành công. Hạ Nhĩ tuy rằng cũng sốt ruột nhưng cậu nhóc luôn có niềm tin tuyệt đối vào Diệp Tố, thế nên không có khẩn trương đến mức như hai người còn lại. Đứng bên cạnh ba người còn có du phục thời, hắn còn chưa đối chiến xong với Lục Trầm Hàn thì đã bị kêu tạm ngừng. Lúc này Du Phục thời đứng trong đám người, khó có lúc hắn không lười nhác, dáng người đứng thẳng, tư thế đĩnh bạt. Chẳng qua một tay của hắn vẫn luôn xoay tới xoay lui vụ sát hoa trên cổ tay còn lại, ngẫu nhiên linh lực ở đầu ngón tay sẽ vô ý tiến vào trong vụ sát hoa, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Bỗng, trong đám mây trên bầu trời thoáng hiện một tia sáng của lôi kiếp chói lóa, cơ hồ chiếu sáng cả một vùng như ban ngày, theo sát đó là tiếng sấm vang tận trời cao một đạo huyền thiên lôi màu tím đậm mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bổ thẳng xuống diệp tố. Các tu sĩ chung quanh nhìn thấy một màn này đều nín thở nhìn chằm chằm đạo lôi đó, tất cả theo bản năng lùi về sau hơn nữa, thậm chí có người trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng. Nếu đổi thành bọn họ gặp phải huyền thiên lôi với uy lực khủng khiếp như vậy thì chỉ sợ chỉ có một kết quả. Thân vẫn đạo tiêu thời khắc huyền thiên lôi đánh xuống thì ánh sáng tím phát ra từ nó khiến mọi người không còn thấy rõ tình huống trên sân thi đấu nữa. Hình bóng của Diệp Tố như bị lôi quang nuốt chừng. Từng trận hút khí không ngừng vang lên trong đám người, Diệp Tố hầu như không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Thế nhưng cảnh tượng trong lôi quang lúc này lại không hề giống với tưởng tượng của mọi người trong nháy mắt huyền thiên lôi giáng xuống thì diệp tố cũng vừa hoàn thành xong nét bút cuối cùng hoàn thành phủ trận ở miệng bình ngay đó hai tay nàng liền nâng bình lên trên đỉnh đầu huyền thiên lôi ngay cả các pháp bảo tránh lôi đều có thể bổ nát thì làm sao có thể để cái bình trông bình thường này vào mắt nó lập tức đánh xuống đỉnh đầu diệp tố thậm chí còn cố ý đánh thẳng xuống miệng bình muốn xé chiếc bình này thành trăm mảnh lôi kiếp vừa tiến vào thì bình màu trắng trong tay diệp tố lập tức nóng lên các tia sét không ngừng đảo quanh bốn phía của bình, giật đến tay Diệp Tố đều tê dại, phát đau. Dù vậy thì Diệp Tố cũng không hề buông tay, ánh mắt nàng lộ ra một tia hưng phấn, có tác dụng. Huyền Thiên Lôi không thể nào ngờ tới cái bình này không phải dùng để ngăn cản nó mà ngược lại tựa như đang hút nó vào trong. Sau khi thấy tình huống không ổn thì nó ngay lập tức nhân lúc bản thân còn chưa hoàn toàn tiến vào bình thì liền bắt đầu chết đi, muốn tẩu thoát khỏi bình. Cơ hội tốt như vậy Diệp Tố làm sao có thể bỏ lỡ? Nàng hạ bàn tay nắm bình xuống ngang với ngực, một tay khác phóng thích ra một tầng thần thức mỏng bao lấy bàn tay, sau đó nắm lấy Huyền Thiên Lôi. Huyền Thiên Lôi to như đầu của một đứa bé, một bàn tay Diệp Tố không cầm được nó, nhưng nàng thành công giữ nó lại, nhưng ngay lúc đó Huyền Thiên Lôi lại tấn công nàng, người nàng bị điện giật một phát lạnh thấu tim, đầu óc trong phút chốc trống rỗng, tay theo bản năng liền lơi lỏng. Khi nàng hoàn hồn lại thì huyền thiên lôi cũng đã sắp chạy thoát, nó đang chậm rãi rút ra từ miệng bình. Chỉ chạm vào nó một chút mà đã bị giật thành như vậy, Diệp Tố không thể tưởng tượng nổi bị đạo huyền thiên lôi này đánh lên người thì sẽ có kết cục gì. Chắc nàng sẽ trực tiếp đi gặp Tổ Tông. Diệp Tố cắn răng sờ sờ túi cản khôn, không còn một viên linh thạch nào, tất cả đã bị nàng dùng sạch sẽ. À không, vẫn còn một viên linh thạch diệp tố lấy viên linh thạch màu tím ra khỏi túi càn khôn có chút không nỡ dùng đây là tiểu sư đệ cho nàng nàng vốn muốn cất giữ nhưng nếu hiện giờ không dùng nàng chỉ có một con đường chết diệp tố nắm viên linh thạch tím trong tay còn chưa kịp thực hiện luyện hóa thì linh khí bảng bạc đã cuồn cuộn vọt vào linh phủ của nàng khiến nàng ngốc ra trong giây lát đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được linh khí nồng đậm đến mức này như cả người chìm trong biển linh khí. Tay Diệp Tố hơi dùng sức siết chặt viên linh thạch hơn, linh khí trong nháy mắt tràn đầy linh phủ. Nàng nhân cơ hội này một lần nữa vận hết sức nắm lấy huyền thiên lôi, nhét nó vào trong bình. Lúc này các tia sét của huyền thiên lôi cọ sát với thành bình phát ra tiếng ầm vang dữ dội cùng với các tia lửa điện không ngừng phát ra. Lấy chiếc bình trắng trong tay Diệp Tố làm trung tâm thì trong nháy mắt một vòng ánh sáng trói lọi đột nhiên bộc phát, không cần phải nói đến những người đang quan sát gần sân thi đấu mà ngay cả các tu sĩ trên những ngọn núi gần đó cũng chấn động. Các tu sĩ vây xem theo bản năng giơ tay lên che mắt lại, có vài người thậm chí bị kích ra phản ứng khi bị công kích, theo bản năng thả ra chuông linh lực phòng hộ. Chỉ có vài người nhìn thấy rõ trong vòng sáng chói lọi đó, Đạo Huyền Thiên Lôi như là bị tóm cổ lôi xuống từ mây lôi kiếp, biến mất. Diệp Tố đứng giữa trung tâm của vòng sáng, không riêng gì tay mà cả thân thể đều bị vô số tia sét đánh trúng, nướng cháy thành than. Nhưng nhờ có linh lực dư thừa mà nàng liền nhanh chóng tiến hành chữa trị, lặp đi lặp lại như thế miễn cưỡng bảo vệ được bản thân. Các đại tông chủ nhìn huyền thiên lôi bị kéo xuống. Mây lôi kiếp tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này biến mất thậm chí còn nhanh hơn khi xuất hiện, phảng phất khiến người ta lờ mờ cảm thấy dường như nó đang chạy chối chết. Diệp tố ngã ngồi trên mặt đất, tay vẫn nắm chặt chiếc bình màu trắng đang không ngừng lay động, tia lôi điện xẹt ra lấp lánh. Nếu có người đứng trước mặt nàng lúc này thì chỉ cần cúi đầu sẽ có thể phát hiện chỗ miệng bình có một pháp trận cực nhỏ đang vận hành, hoặc là nói toàn bộ đế bình, thân bình chỗ nào cũng khắc đầy các loại trận pháp, như ẩn như hiện. Diệp Tố đậy nắp bình, một hồi lâu sau bình trắng mới an tĩnh lại, nàng đổi sang dùng tay phải cầm bình. Diệp Tố nhìn xuống tay trái thì thấy lòng bàn tay đã cháy đen một mảnh, thịt trong lòng bàn tay đều đã bị nướng cháy, thậm chí xương ngón tay cũng hiện ra rõ mồn một. Diệp Tố mặc không đổi sắc vận chuyển linh lực đến bàn tay trái, lực lực nồng hậu vừa phủ lên thì vết cháy liền nhanh chóng khép lại, vài vết thương rơi xuống, lại khôi phục như lúc ban đầu. Lôi kiếp biến mất rồi. Mọi người vội vàng nhìn lại vào vị trí giữa sân thi đấu, thấy Diệp Tố đang ngồi dưới đất, một bàn tay của nàng nắm một cái bình trắng kỳ quái một bàn tay buông lỏng bên người cúi đầu nhìn mặt đất không biết có đang thanh tỉnh hay không nàng vậy mà lại còn sống tiến giai thành công không đạo lôi vừa rồi biến mất có chút kỳ quái thứ trong tay nàng ta là cái gì sao lại còn có tia xét lúc này du phục thời im lặng lướt qua mọi người bước nhanh về phía trung tâm sân thi đấu hắn dừng lại bên cạnh diệp tố vẫn không nói lời nào, chỉ là hơi khom lưng, vươn một tay của mình về phía nàng, tựa như trước kia Diệp Tố vẫn hay dắt hắn. Trước mắt Diệp Tố bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài xinh đẹp, nàng vừa nhìn nó chằm chằm vừa cố gắng áp xuống Thức Hải đang quay cuồng trong linh phủ. Vốn dĩ Nguyên Anh được nàng tạo thành từ thần thức đã sớm bị đánh tan, dung nhập vào giữa Thức Hải, linh phủ của nàng đã mở rộng hơn gấp đôi so với quá khứ, Thức Hải cũng lớn hơn không ít. Linh khí trong viên linh thạch tím nồng đậm quá mức, khiến Diệp Tố không thể không để nó phiêu đãng tán loạn trong linh phủ của mình. Bởi vì nếu tiếp tục hấp thu chuyển hóa thành linh lực thì nàng sợ rằng bản thân có khả năng sẽ ở tại chỗ này nghênh đón một đám mây lôi kiếp khác đến tiếp tục nướng nàng. Đệ đánh xong rồi à? Diệp Tố ngẩng đầu, nắm lấy tay Du Phục Thời đứng lên. Chưa xong, Du Phục Thời vẫn theo lệ thường ném thanh khiết thuật lên người nàng. Nhìn quần áo Diệp Tố sạch sẽ hắn mới vừa lòng dừng tay. "Đệ muốn cái này không?" Diệp Tố cầm bình trắng đưa đến trước mặt Du Phục Thời, thân bình chỉ còn sót lại một ít tia sét, không cách nào đả thương người nữa. Du Phục Thời nhìn thẳng vào mắt Diệp Tố, sau đó cúi đầu nhận lấy bình trắng lắc lắc, "Đây là cái gì?" Bên trong có nhốt một đạo lôi. Diệp Tố giải thích. Du Phục Thời lắc đầu, "Không cần, của ngươi." hắn không cần diệp tố cũng không ép buộc, giữ lại thì thể nào cũng sẽ có chỗ hữu dụng, cùng lắm thì nàng luyện lôi. Diệp tố vừa ngẩng đầu đứng dậy thì các tu sĩ đang đứng ngoài sân thi đấu lập tức đều tập trung ánh mắt lên trán của nàng, không có lôi ngăn. Tiến giai thành công rồi. Ta biết ngay đại sư tỷ nhất định sẽ thành công mà. Hạ nhĩ lập tức hô to, vọt vào trong sân. Chúng, ta, cũng, nhanh, nào. Minh Lưu Sa theo sát sau đó, cùng với Tây Ngọc phi thân vào trong sân thi đấu. Ba người vừa chạy đến nơi thì lại vô ý đẩy du phục thời ra, ôm chầm lấy Diệp Tố hô vang đại sư tỷ, đại sư tỷ. Tiểu sư đệ thấy mình bị đẩy ra thì hai mày trao lại, xoay người kéo ba người ra, chính mình đoạt lại vị trí bên người Diệp Tố. Đại sư tỷ, vừa rồi tỷ vừa luyện pháp khí gì thế? Cho tụi đệ xem với lời nói của Minh Lưu Sa bỗng nhiên tuôn ra như suối, hai mắt phát sáng. Tây Ngọc và Hạ Nhĩ cũng đồng thời gật đầu. Nó có thể thu lôi. Diệp Tố không tính là quá vừa lòng nói, tuy nhiên thời gian luyện chế quá ngắn, thành phẩm còn khá thô giáp, lúc thu lôi tay sẽ bị thương, về sau có cơ hội tỷ sẽ sửa lại. Thu, thu lôi. Minh Lưu Sa có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Đúng vậy, Diệp Tố đưa bình trắng trong tay cho hắn, mấy đứa đừng mở ra, nhìn bên ngoài bình thôi. Ba người lập tức vây quanh bình nghiêm túc nghiên cứu. Tân thẩm chi thụi thụi đồ đệ của mình, đi lẻ. Dịch huyền quay đầu nhìn nhìn sư phụ của mình, sau đó liền lập tức phi thân nhảy vài bước vọt vào trong sân thi đấu. Cùng lúc đó các vị thân truyền đệ tử của ngũ hành tông và hợp hoan tông cũng sôi nổi chạy đến, chúc mừng Diệp Tố tiến giai thành công từ trình ngọc chậm chân hơn một chút thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục có thể kiên trì ra sân xem thi đấu đã là cực hạn vậy cho nên mã tổng thu và chu vân mỗi người cắp một bên nách của hắn sách theo hắn chạy như bay tới diệp tố ta còn tưởng cô chịu không nổi nữa đấy liên liên đánh giá nàng từ trên xuống dưới lần này tóc không bị đốt trụi à ta dùng linh lực chữa trị diệp tố giải thích Dùng viên linh thạch tím đó xong linh lực cả người nàng không có chỗ phát tiết nên trước tiên liền dùng nó để chữa trị cả thân thể của mình. Ta thì lần đầu tiên thấy có người luyện khí dưới lôi kiếp. Mai Cửu Nhân cảm thán, luyện khí sư các người đều thích tìm kích thích như vậy sao? Đệ tử của các đại tông đều đang chúc mừng đệ tử của một môn phái vốn dĩ đã sắp phế tông, rõ ràng lần đại bỉ năm nay Lục Trầm Hàn vốn là kẻ được chọn, là người loa mắt nhất trong số chúng đệ tử là người có khả năng cao nhất đạt giải quán quân, vậy mà lúc này lại không nằm trong sự chú ý của mọi người. Thậm chí cốc lương thiên vừa mới tiến giai thành công, lôi ngân trên chán đã tiêu tán thì càng không một ai nhớ tới. Diệp tiểu Hữu vừa rồi ngươi làm sao né tránh được đạo huyền thiên lôi đó? Phong trần đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng hỏi, pháp khí ngươi vừa luyện chế ra là thứ gì? Điều ông vừa hỏi cũng chính là nghi vấn trong lòng mọi người, Tất cả tu sĩ đều nhìn về phía Diệp Tố, chờ câu trả lời của nàng. Tụ lôi bình, đạo lôi đó đã bị thu vào trong bình. Diệp Tố không chút nào giấu giếm, vận khí tốt nên đã luyện chế pháp khí thành công. Mọi người nghe được thì đều không khỏi trợn mắt há mồm, đặc biệt là những luyện khí sư hàng ngày hay vỗ ngực tự xưng lợi hại, nàng biến một chuyện mà ai cũng nghĩ là không thể thành hiện thực, tất cả mọi người đều ngốc rồi nàng ta chỉ là một luyện khí sư nho nhỏ dựa vào đâu chứ sắc mặt của mấy người chảm kim tông đều cực kỳ khó coi ngược lại trong lòng tông chủ phá nguyên môn chỉ có một suy nghĩ duy nhất lần này cực đúng chỗ rồi đệ tử thiên cơ môn lợi hại như vậy sao dù sao người ta cũng là người thiên cơ môn tuy rằng đã từng suy sụp nhưng luyện khí sư môn phái bọn họ thế hệ nào cũng đều xuất hiện thiên tài các tu sĩ chung quanh bỗng nhiên bắt đầu tự động nhớ lại quá khứ huy hoàng của thiên cơ môn tựa hồ chỉ có như vậy bọn họ mới có thể giảm bớt nỗi khiếp sợ trong lòng